chào mừng bạn đến với kênh Khoa Review. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Thái giám giả mạo, thời cổ đại đã phát minh ra đồ lót của phụ nữ. Anh lén nhìn nữ hộ vệ bên cạnh, sau đó chọn kích thước lớn nhất cho cô ấy. Màu này được này. Hợp với cô nữ thị vệ nghe thấy thế, cô có chút ngại ngùng. Sau đó chàng trai dành tặng nội y cho công chúa. Thật bất ngờ công chúa không thể đặt nó xuống. Khi nhìn thấy nó, thật không thể tin nổi. Trên đời lại có một thiết kế tài tình như vậy. Công chúa à. Hay là để tôi giúp cô mặc nhé. Tiểu tử này thấy cả hai cô gái đều rất thích. Anh kết luận rằng, thời cổ đại chắc chắn bán được đồ lót và rất đắt khách. Do đó anh muốn thương lượng với nữ hoàng đế. Miễn là cô ấy đi đầu trong việc mặc nó, phụ nữ trên toàn thiên hạ chắc chắn sẽ làm theo. Và nó sẽ hình thành một xu hướng mới. Quay trở lại vài tiếng trước, anh chàng đang dẫn bạn gái đi nhà nghỉ. Khi họ đang sang đường, bất ngờ có chiếc ô tô con lao tới. Khiến anh chàng xuyên không về ngục tù thời cổ đại. Trước mặt anh ta là tên công công và thái giám. Bất ngờ tên thái giám hất một gáo nước lạnh vào mặt chàng trai. Khiến chàng trai đã tỉnh dậy. Khi hắn chuẩn bị xử lý chàng trai, anh chàng bắt đầu giãy giụa. Ôi mẹ kiếp, tránh ra, ngươi tránh ra đi. Tại sao? Dấu vết trên bụng này là của gia tộc Long, thiếu tướng. Ngài là thiếu tướng gì? Tại hạ bái kiến Long tướng quân. Thứ lỗi. Thưa tướng quân. À. Nhớ rồi. Người này hình như là cấp dưới của ta. Để ta giúp ngài. Ây dô. Mau xuống, chúng ta hãy rời khỏi đây. Không đúng. Ngươi. Sao ngươi lại trở thành thái giám trong cung? Tướng quân, đều là do tên cẩu tặc hoàng đế ở Nam Lưỡng. Hắn ta là một kẻ cầm thú, đã triệu tập 10 vạn binh lính, 10 vạn tay cung, hồi đó ép gia đình tại hạ phải chạy đến đường cùng. Ngươi là người duy nhất có thể lên ngôi, đi thôi chúng ta phải ra khỏi đây. Ái chà, ngươi có thể sống sót và đứng dậy sau khi cắt. Ngụy công công. Chào Ngụy công công. Vạch ra xem có máu me gì không? Ngụy công công, tại hạ đã làm việc gì thì người khỏi phải nghĩ. Ngụy công công, ngài nhìn kỹ xem, được sạch sẽ và gọn đấy. Ngụy công công, nếu không còn điều gì, tại hạ sẽ đưa đứa trẻ này đi cho hắn nghỉ dưỡng. Cuối cùng cũng có kẻ sống được, nếu hắn chết thì thật đáng tiếc. Tiểu Long tử à? Theo ta, vâng, từ đã. Xử xong mà ngươi không đau đớn chút nào à? Ây dô a a a. Công công, đau vãi mật. Tôi chỉ sợ. Mất mặt trước công công. Ây da tốt đấy. Ta cũng như ngươi cả thôi. Ta có thể chấp nhận điều đó. Ngài thật vị tha, công công quả là người tuyệt vời. Thôi về nghỉ ngơi cho hồi máu đi, thái giám, ngươi thấy sao? Đi thôi. Ngài lại nhà, Ngụy công công. Trong nửa tháng tới, ngươi sẽ nghỉ ngơi ở đây. Ta sẽ sắp xếp một nơi cho mi khi ngươi bình phục chấn thương. Lột hết mấy thứ chết tiệt của tên kia đi. Yes sir, tại sao? Người anh em ta đã cứu người anh em. Cho người anh em đến nơi mới. Ngươi không đau sao? Ôi ôi ôi, đau quá đi mất. Đau tụt cả quần. Ngụy công công, Tây cung bị cháy rồi, đang cần người. Tứ công chúa đang cần người, ngươi đi theo ta. Công chúa này là người như thế nào vậy? Vị công chúa này rất tốt, chỉ là tính khí hơi thất thường. Không hài lòng điều gì, là giết thái giám. Giết bao nhiêu người rồi? Không nhiều, tháng này mới chỉ giết 5 người thôi. Cũng không nhiều lắm trong một tháng. Hả, hôm nay là ngày mấy? Ngày thứ 2 trong tháng. Ây da, cái người đó mỗi ngày giết 5 người sao? Nghe nói nữ đế Đông Chu chỉ có 4 cô con gái khi lên ngôi. Trong cung điện rộng lớn như này, có hàng ngàn người đẹp nhưng ta là người đàn ông duy nhất. Người đàn ông đích thực ca ca, đừng nhìn nữa. Có còn nữa đâu mà nhìn. Đi nào. Đại nhân. Tên thái giám mới vừa bắt liền đưa tới cho ngài. Ngươi tên gì? Tiểu Long tử, hãy nhớ rằng ở đây, người phái cúi đầu và hiểu các quy tắc khi làm việc. Hiểu chưa? Rõ, theo ta công chúa đang tắm. Đến và phục vụ đi. Rõ, thơm thịt, thật thú vị khi vừa tới đây. Ha ha, ngươi nhìn chằm chằm cái gì vậy? Nhanh chân lên đi, đến đây, nước nóng đang đến. Điện hạ dạo này nhìn thật phổng phao, thật ghen tị quá đi. Ngươi chỉ cần, hãy ăn thêm chút đồ tây vào, ăn mấy thứ linh tinh là hàng bị lép đó, có ai dám ngon hơn điện hạ ư? Dám nhìn trộm bổn cung tắm, điện hạ hiểu lầm rồi, điện hạ tên này nhìn lén người tắm, xịt cả máu mũi ra thế kia rồi, điện hạ tại hạ không nhìn trộm.
Hừ. Tại hạ chỉ đang đọc cuốn sách mà ngài đang đọc, đọc sách. Người chỉ là một tên thái giảm quen, một chữ bẻ đôi không biết. Thập tự tiểu đích thị đại thư hương thế ra, đầu tư chứng khoán sập nên phải đi làm thái giám. Được, vậy hãy nói với ta, cuốn sách đó viết gì, chẳng có ý nghĩa gì, ông này không hiểu thơ, khốn kiếp, đây là tác phẩm của Vương Hầu Nam Lương, Phu Thế Năm. Vậy mà mi nói lảm nhảm không hiểu thơ, lôi hắn xuống, chặt xác và ném cho chó ăn. Từ đã nào, ông này nói rằng thơ, phải sử dụng từ ngữ hoa mỹ, điều này từ đầu đã sai rồi. Điện hạ người nghĩ sao, quan niệm nghệ thuật quan trọng hay sự hình thành ngôn từ lộng lẫy quan trọng? Nói cũng có lý đấy. Cảm ơn công chúa điện hạ đã tha mạng, đừng có tự mãn. Những gì ngươi nói là đúng, thì hãy viết một bài thơ, nếu viết tốt ta sẽ tha mạng cho nhà ngươi, còn nếu không, hừ. Làm sao mình có thể nhớ được tất cả bài thơ đây? Công chúa điện hạ tên thái giám này rõ ràng là đang giở trò đổi bại với người. Hắn làm sao có thể làm thơ được, người nhân từ quá rồi, hắn đang hạ thấp tác giả, điện hạ người có cho ta vàng ta cũng không dám vậy. Đại nhân bỏ ta ra để ta làm cho mà xem, hừ. Góc tường đã có một vài cành mai, nở hoa một mình giữa lạnh giá, từ xa biết không phải tuyết, để có, mùi hương thầm tới, không tồi, bài thơ tốt đấy, không phải là đang sợ sao, tuổi trẻ phải có tài năng của tuổi trẻ, cũng có chút tài, lôi hắn xuống và móc mắt hắn ra, công chúa điện hạ, chẳng phải người nói tha mạng cho hạ thần sao, sao người không giữ lời vậy, ta nói sẽ tha mạng cho người. Nhưng ta đâu có nói là không móc mắt ngươi ra, người có thể khiến tại hạ chết nếu móc mắt tại hạ. Ngươi không biết gì về quy tắc trong cung, chàng trai của tôi à? Trong cung này không có người đàn ông nào, ngươi đẹp trai thế này, có thể được sử dụng như một người đàn ông, 30 năm của ở phía đông sông, 30 năm ở phía tây sông. Đừng coi thường thái giám quèn, ngày nào đó ta sẽ khiến cô quỳ xuống và làm bài kèn. Tỷ tỷ ơi, nếu tỷ tỷ chạm tới ta, ta sẽ la hét lên, đây là đại lao, ngươi có hét thế nào đi chăng nữa, cũng không ai tới cứu ngươi đâu. Toi rồi, nếu cô ta phát hiện ra ta là một thái giám giả, chắc sức ta cũng không giữ được mạng. Tỷ tỷ, ta là một thái giám, không có gì, sao lại không, ngươi không có tay sao? Nếu ngươi sử dụng cái lưỡi nhạy bén, thì không phải tốt sao? Andy tỷ tỷ, nếu người dùng vũ lực, ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn, công chúa sẽ không để tỷ tỷ yên đâu. Hừ, xui xẻo, nếu không phải vì ngày mai, thì hôm nay ta đã thịt sống nhà ngươi rồi. Này này! Hậu cung này, mạng sống thật mong manh, dễ mà bị lộ lắm đây, lúc đó làm sao giữ được toàn thây đây? Đây là... Thụt thò thụt thò, âm tú đại pháp, bắt cừu trở vào nhà. Há, bạn sinh ra cũng giống tôi. Phải thế chứ, đó là một thái giám giả. Đã thực sự biến mất thật rồi. He he, ta là người thứ hai đã luyện thành công. Ngon rồi, ai có thể nói rằng ta là một thái giám giả mạo nữa chứ? Ha ha. Cơ hội sống của ngươi đến rồi, hãy giữ lấy cơ hội để gặp công chúa. Hầy tỷ tỷ có chuyện gì vậy? Đừng làm nhảm nữa, đi theo ta. Ngồi đi, ngồi lẹ đi. Hôm nay, chúng ta là những người đại diện cho Đại Chu. Cầm trong tay vận mệnh của đất nước. Nhờ vào ngươi, đừng làm ta thất vọng, đánh cược giữa Đại Chu và Nam Lương, nếu Đại Chu thắng trong trận này, Nam Lương sẽ phải đưa Lâm Kiến Thành cho chúng ta, còn nếu chúng ta thua, chúng ta sẽ phải mất Điếu Ngư Thành, không phải Nam Lương đã khiến gia đình ta không còn hay sao? Cẩu tặc Lý Thành Đạo, sớm muộn gì ta cũng sẽ bắt người phải đền mạng. Ngươi có thù hận gì với họ à? Địa phận Sài Gòn ban đầu thuộc về Tiểu Vương Tử phía đông. Điều đó không chấp nhận được, trận đấu lần này cần phân thắng bại, hai bên nên lựa ra người giỏi nhất, mỗi bên đưa một câu thơ. Nếu không đối được thì coi như thua, hắn ta được mệnh danh là đệ nhất thơ văn Nam Lương. Có lẽ không dễ ăn đâu, có vẻ mọi cao thủ ở thành Đông Chu đều đã bại trận. Như vậy cũng sẽ dễ dàng hơn cho việc nhận lấy thất bại hôm nay. Như vậy thì, các người vẫn còn chút thể diện, nếu không thì, cờ trắng sẽ nhuộm kín kinh thành này. Ai thua treo cổ tự tử, người có thể không, ta là một người đàn ông, làm sao nói không chứ? Nhưng ta không thích dùng tay chân để phân xử. Ta sẽ thi đấu, nghe nói từ công chúa võ công vượt thiên hạ. Ta không nghĩ rằng công chúa lại có tài năng về thơ văn. Không những công chúa biết chữ, mà không ngờ lại còn biết đối thơ. Ta có thể sẽ khiến các cao thủ thơ văn của Nam Lương phải bại trận. Ta sẽ đánh bại các ngươi, miệng lưỡi sắc bén ghê. Quy đại nhân, hãy cho họ thấy thế nào là đẳng cấp đi. Được. Tôi là một thiếu niên, vua của đất nước phải là một con rồng.
Hun Trang Xiên, khốn nạn, ngươi đang xúc phạm đại chu của chúng ta. Không dám, không dám. Bệ hạ xin cứ bình tĩnh đi đã nào. Kẻo người khác hiểu nhầm người là tên trộm già. Tình hình sao rồi? Xong chưa? Hãy bình tĩnh xử đẹp, không cần vội vàng. Công chúa. Không bao giờ chết cho một tên trộm. Ngươi, thật thô tục. Quy đại nhân, tại sao ngươi lại tức giận? Chẳng lẽ chính ngươi là lão tặc? Hừ, đến lượt ngươi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Còn thiếu số 8, rõ ràng là đang nói chúng ta là con rùa rụt cổ. Đây có phải là nghi thức triều đại đồng chu của ngươi? Nực cười chỉ quan lại được đốt lửa, dân không được thắp đèn. Không lẽ ngươi là kiểu người như vậy? Ngươi, đừng nghĩ rằng ta không biết ai đã viết nó. Tên tiểu thái giám kia ra đây. Ta đã thắc mắc sao công chúa lại có tài văn chương tốt như vậy? Thì ra là tên tiểu thái giám nhà ngươi. Đông chu không có ai khác sao? Kiếm một tiểu thái giám đãi lão phu. Quy đại nhân. Chỉ một tên tiểu thái giám đâu có gì khó khăn. Ngươi, hừ, ăn nói hàm hồ. Vậy ta hãy thi tài, ai thua thì treo cổ. Thi thì thi, một là giấy xuân, hai là bút hết mực. Tiểu thái giám dám biến bầu trời thành bàn cờ sao? Ngay cả những tên trộm già cũng có thể hái xuống. Ây ra, lắng nghe đây, sẵn lòng. Này, quy sư phụ, đã nửa canh giờ rồi, ngài thấy sao? Chân bị tê rồi đây. Quy đại nhân, nếu thừa nhận thất bại luôn thì ta có thể cho phép ngươi treo cổ. Quy đại nhân, hãy thi đấu công tâm. Thái tử điện hạ, lợi hại quá. Tại hạ không trụ được nữa rồi. Tại hạ xin lỗi. Rác rưởi. Hai trong số ba cuộc đấu, ngươi đã thắng vòng này, tiếp tục. Đúng đúng đúng, không sai. Hai trong số ba vòng thi, ngươi thắng vòng này. Lý Thành Tông, ngươi thật sự cho rằng Đông Chu dễ bắt nạt sao? Lúc đầu chúng ta không nói rằng kết quả được định đoạt trong một vòng thi đấu, nên phải thắng hai trong ba vòng thi đấu. Thắng là thắng và thua là thua. Chơi bẩn, chơi thế thì chơi làm cái gì? Hãy nhanh chóng quyết định đi. Ngươi, tên thái giám chết tiệt. Rác rưởi, ngươi lại còn làm trò đó. Không được cho đến khi quay về ta xể cách trước người. Thái tử điện hạ, tôi vẫn có thể chiến đấu. Được, đến lượt ta đưa ra câu đối. Quy đại nhân, nhìn đây. Chuyện nhỏ, quy đại nhân, cho hắn thấy đi. Có thể thanh tâm, cũng đã thanh tâm, cũng có thể thanh tâm. Được đấy, cho dù đọc như thế nào, chúng có thể được kết nối thành một câu. Quy đại nhân, nhục, 2003, này, chóng mặt gục rồi. Ngươi có thể không cần phải treo cổ nếu không dám mà. Này này, còn ai nữa đây, ai có thể lên nghênh chiến? Không. Thái tử Nam Lương, nếu ngươi không thể tìm được đối thủ cho câu này, cuộc thi đấu xin được khép lại, ngay cả khi ngươi giành được chiến thắng, Thành Lâm Giang vẫn ở đó, nếu có đủ khả năng thì hãy tự đến mà lấy. Đi, chúng ta đi. Tiểu thái giám, ngươi tên gì? Thưa điện hạ, tiểu nhân là Tiểu Long Tử, mọi người gọi là Long Thừa Ân. Hôm nay người đã có công lớn, phong người làm tổng quản hậu cung. Tạ bệ hạ. Tiểu Long Tử, ngươi là tên thái giám nhỏ, mà đã làm cao thủ thơ văn Nam Lương phải bại trận. Ây da, may mắn thôi, tôi chỉ biết một chút nhiều à, ngươi nói ngươi là một người đàn ông, ta sẽ giúp người. Ây da, công chúa điện hạ, tôi mới cắt đi rồi, tôi đã không còn vẹn nữa. Rốt cuộc ngươi là ai? Công chúa điện hạ. Tôi không dám lừa gạt công chúa. Đại soái, cởi quần hắn ra cho ta. Hôm nay ta sẽ làm rõ Ngô Khoai. Tại sao? Thật là một thái giám. Đáng tiếc quá, hoàng đế, nếu tôi không phải là thái giám thì sao? Điều đó sẽ rất vui. Ta mới phát minh ra một vài dụng cụ tra tấn mới. Chưa sử dụng nó. Nếu như hắn ta là tổng quản hậu cung do mẫu hậu chọn, Huyền Y, đưa anh ta đi làm quen một chút. Đi theo tôi, công việc của tổng quản chỉ có vậy thôi. Có việc gì không làm được thì đã có công chúa điện hạ đứng sau. Đàn ông là phải có chí khí, có cái chức tổng quản nhỏ bé này mà cũng không giữ được thì làm được việc lớn gì chứ. Anh Long, anh rốt cuộc là bao giờ mới dạy ta viết thơ? Hãy đến phòng ta dạy ngươi. Đáng ghét, người không có đồ đạc gì, đi rồi thì làm được gì? Ai nói phải có đồ đạc mới được đi? Đi theo ta, nhóc con, bây giờ ngươi chạy đâu cho thoát. Tỷ tỷ, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại. Không cần lo, nếu hắn thực sự là Long Thần, điều đó sẽ có lợi cho chúng ta. Những gì đã xảy ra ngày hôm nay cứ giữ đấy đã. Từ giờ trở đi, hắn sẽ là tổng quản hậu cung Đông Chu của ta. Không liên quan gì đến Long gia. Vi thần, tuân chỉ. Công chúa đang bận tâm gì vậy? Bọn Nam Lương không trả lại Lâm Giang thành cho Đông Chu của ta. Phải có một trận chiến khốc liệt giữa hai nước. Lâm Giang là một thành bất khả xâm phạm, không dễ dàng gì để chiếm được nó. Cơ hội đây rồi, công chúa điện hạ. Thực ra cái tôi giỏi không phải là thơ ca mà là nghệ thuật chiến tranh. Tôi có một cách để tự mình lấy thành Lâm Giang. Người biết binh pháp ư? Binh pháp cũng được coi là một bộ môn nghệ thuật. Tất nhiên tôi phải học binh pháp.
Ngươi, một tiểu thái giám, trở thành tổng quản hậu cung. Ngay từ đầu, ngươi đã không biết trời cao đất dày là gì rồi. Một thái giám tổng quản hậu cung, đúng là trái với quy luật của thiên hạ. Nếu hôm qua tôi nói với người là tôi có thể đánh bại thái tử Nam Lương. Công chúa, người có tin không? Vậy hãy nói cho ta biết làm thế nào để hạ được Thành Lâm Giang. Tôi chưa thể nói được, trừ khi người để tôi làm phát, thánh chỉ đến. Nam Lương vô đạo đã cưỡng chiếm Thành Lâm Giang của Đông Chu. Lòng tin vào thiên hạ đã mất, lệnh cho công chúa làm đại thống lĩnh chỉ huy quân đánh Nam Lương. Dẫn 20 vạn quân đánh chiếm lại Thành Lâm Giang. Thần tuân chỉ, Thành Lâm Giang phòng thủ dễ và khó tấn công. Chúc người bình an trở về, làm sao 20 vạn quân của công chúa có thể hạ Thành Lâm Giang? 20 vạn quân. Nó đã là lực lượng lớn nhất mà ta có thể huy động tại Đông Chu. Tiểu Long Tử. Có hạ thần, ta đã lãnh chỉ vì ngươi đó, là ngươi nói chiếm Thành Lâm Giang dễ dàng. Nếu thất bại, ta sẽ hiếp ngươi trước rồi đem chém. Hiếp trước rồi giết sao? Ta sợ sao? Đúng là gà chết không sợ nước sôi. Xuân Nhi, chuẩn bị tinh thần. Sau 3 ngày nữa, chúng ta lên đường. Vâng công chúa, muốn chiếm Thành Lâm Giang nhất định phải vượt sông, chắc chắn có thương vong nặng nề. Ngươi có thể làm được gì chứ? Hai nước có chiến tranh, công chúa điện hạ, thẳng thua như thế nào? Lại đặt hết lên một thái giám nhỏ bé như tôi. Ngươi không phải là thái giám bình thường, ngươi là thái giám tài năng nhất thiên hạ. Thực sự những gì tôi đã nói, người tin gì công chúa? Bệ hạ làm sao giao cho người quyền binh mã? Tôi nghĩ người phải có kế hoạch riêng rồi. Lệnh ban xuống, là ta phải chiến thôi. Hôm nay là ngày tấn công của quân ta. Đợi một lúc, sẽ có tin tức ngay thôi. Vâng, Long tướng quân, người nghĩ sao? Tự công chúa nhất định đại bại trở về. Nếu họ hạ gục Thành Lâm Giang, thì chúng ta sẽ thành ra thế nào đây? Ta đã nói nếu công chúa không thể đánh bại Lâm Giang thành thì sẽ là vậy. Báo cáo Long tổng quản, quân ta đã bao vây Lâm Giang theo kế hoạch. Ây ra! Người cũng mệt rồi, đi nghỉ đi, để ta. Ta đã không thành công, mất quân hôm nay, hơn 7 vạn quân đã nằm xuống, ta là tội đồ của Đông Chu. Ta biết chuyện hôm nay, nói lắm làm gì cho mệt, ngày mai chúng ta sẽ trở lại Hoàng Cung, ta sẽ xin lỗi mẹ ta, xin bà tha thứ. Ai nói người không chiếm được Lâm Giang chứ? Ý ngươi là gì? Vậy hãy theo ta có cách công được Lâm Giang, quân ta có thể công thành dễ dàng, giờ này ngươi còn chém gió gì nữa? Ta đã nhìn thấy mọi thứ rồi, trong quá trình xây dựng Thành Lâm Giang, ở đây đã cho xây dựng một đường hầm thoát hiểm. Cái này, chỉ những người được Long Gia Quân tín nhiệm mới biết, lối đi bí mật, công chúa, hãy cho tôi một đội và đích thân tôi sẽ dẫn quân vào thành thông qua lối đi bí mật. Nhân cơ hội mở cổng thành, công chúa chỉ cần dẫn quân vào, sẽ có thể quét sạch tất cả thành này. Nam Lương đã thắng hôm nay sẽ càng lơ là, ngươi sẽ càng dễ dàng đánh từ trong thành, ta sẽ cho ngươi 2.000 quân, 500 là quá đủ rồi, được. Lối đi bí mật nên ở khu vực này, hãy quan sát cho thật kỹ, rõ. Tìm thấy rồi tướng quân. Tốt, có vẻ như lối đi bí mật này vẫn còn ngon lắm. Mau mang anh em tới đây. Vâng, tại hạ sẽ cho gọi anh em tới ngay. Công chúa, thời gian đã qua, sao cửa thành chưa mở? Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Họ đã tìm thấy lối vào rồi mà. Kia rồi. Huynh ấy thực sự đã thành công SIAIK. Toàn quân nghe lệnh, vào thành, bóp nghẹt quân Nam Lương. Công chúa, trận này quân ta không gặp bất kỳ khó khăn nào. Bắt được 3 vạn quân địch và 20 vạn quân thiên vệ bị tiêu diệt. Chiến lược của Tiểu Long Tử thật đáng nể, không bắt được thủ lĩnh phòng thủ Nam Lương, Thượng Quan Tú. Tên nhóc đó đã chạy thoát. Công chúa, thứ lỗi cho hạ thần. Hắn thật may mắn, nhân tiện Xuân Nhi, Tiểu Long vẫn chưa về sao? Chưa thấy có tin tức gì. Công chúa, có cần đi tìm nữa không? Chết thì cũng phải tìm thấy xác. Công chúa, nếu người muốn thấy ta, chỉ cần đến gặp ta trực tiếp. Tìm xác chết để làm gì? Tiểu Long, ngươi vẫn còn sống. Mọi người lo lắng cho ta như vậy, sự cống hiến của ta cũng đáng rồi. Ngươi không chết sao không quay lại sớm hơn? Ta mà chết á, làm sao ta dám đứng đầu dẫn quân? Ta không có kiếm nhưng vẫn ngon lắm. Ây da, lần sau đừng mạo hiểm như vậy nữa. Lần này ta sẽ ghi nhận công lao. Để ghi nhận công lớn này, thì không bằng công chúa ban cho tôi một cái ôm đi. Không được, bẩn quá đi. Bẩn quá, đi tắm giặt đi. Công chúa, hãy để hạ thần đi xem. Xấu xa, huynh không biết đêm qua muội lo lắng cho huynh thế nào đâu. Nhưng thấy ta có sao đâu,
Huynh, vậy thôi, từ giờ muội không cần phải lo lắng cho huynh nữa. Muội mặc kệ huynh. Muội vẫn nghi ngờ huynh ư? Tiểu muội ngoan, huynh nhớ muội lắm đấy. Đừng lo, huynh sẽ bù đắp cho muội. Đừng làm ầm lên và đi tắm đi, muội có một cuộc họp. Tiểu muội vẫn còn thoải mái mà. Ái. Công chúa, sao chưa thấy Lý tướng quân đâu? Lý tướng quân vì bảo vệ ta mà phải ra chiến trường, nên đã bị trọng thương rồi, đặc biệt là chảy rất nhiều máu ở tay, vẫn chưa qua cơn nguy kịch, để ta đi gặp đại tướng. Không sao, ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Lưu đại phu, Lý tướng quân, vết thương này, Lý tướng quân có thể không giữ được cánh tay, nếu muốn giữ mạng tốt hơn hết là nên cắt bỏ cánh tay. Chắc phải cắt đi rồi, chúng ta không có cầm được máu sao? Vết thương quá lớn, cho dù có cầm được máu, thì cũng để lại nhiều vết thương nghiêm trọng, tốt hơn vẫn là cắt bỏ đi thôi. Sau đó hàn gắn vết thương bằng lừa, sống được hay không là do số. Không có cánh tay này, đây không phải là giết người sao? Làn da và mái tóc của ta là của cha mẹ ta. Ta thà chết, chứ không bỏ cánh tay này. Nếu vết thương này tiếp tục kéo dài thêm nửa tháng nữa, toàn bộ cánh tay sẽ bị thối, lúc đó có lẽ đã quá muộn. Ta có một cách, này, có lẽ Lý tướng quân không cần phải cắt bỏ cánh tay của mình. Long thừa ân, Lưu đại phu là một ngự y xuất chúng. Đừng ăn nói hàm hồ, tiểu thái giám ngươi thật là hỗn láo, nếu loại bỏ vết thương này, không ai có thể sống. Ta thực sự có cách để cứu Lý tướng quân không phải cắt bỏ cánh tay của mình. Ngươi đừng đùa với ta, hơn 10 năm trong nghề ta chưa hề phạm sai lầm. Ngươi nghĩ sẽ vượt mặt được ta sao? Long thần, xin lỗi Lưu ngự y đi. Lý tướng quân, ta có một cách để cứu cánh tay này. Ngươi có muốn thử không? Công chúa, Lưu đại phu, ta muốn thử, dù gì ta cũng không thể qua khỏi được, thử xem sao. Thật phi lý, Lý tướng quân sao có thể nghe một tên trẻ con như vậy được. Long thừa ân, sẽ để ngươi thử, nếu không chữa khỏi, ngươi biết hậu quả rồi đấy. Công chúa không tin lão phu thôi cũng được, công chúa hãy tìm người khác đi. Long tổng quản, giải pháp của ngươi là gì? Công chúa, hãy giúp ta chuẩn bị, trái cây và bánh thôi. Tại sao ngươi muốn những thứ này? Đây là những thứ cần thiết. Long thừa ân, tướng quân Lý sẽ ngất xỉu vì mất máu mất. Ngươi có ổn không đấy? Tới đây, tới đây, tới đây. Công chúa, đã sẵn sàng kim chỉ cả rồi. Chúng ta hãy đi nào. Công chúa, có lẽ sẽ không tiện để công chúa nhìn đầu. Hãy quay mặt đi, đúng là ta chưa được coi những cái này, tiếp tục đi. Dai, Wei Oan Dai Chia, đây là loại penicillin mà ta vội vã mua tối qua. Thuốc chống viêm và kháng khuẩn có thể chữa khỏi bệnh, có nó, ngươi sẽ không còn sợ bệnh thương hàn, thật là thần dược trời ban. Long tổng quản, ta đã hiểu lầm người, người quả thật là thần y, người có thể nhận tôi làm đệ tử được không? Phương pháp của ngươi có ổn không? Đừng lo lắng, hãy chăm sóc trong một vài ngày, rồi ta sẽ trả lại cho người một Lý tướng quân khỏe mạnh. Chém gió, người đâu, cho truyền Lưu ngự y. Ây da, đúng là trẻ con mạnh miệng, không biết trời cao đất dày. Mặc dù ngươi khâu vết thương bằng chỉ tốt, nhưng muốn chữa lành vết thương cho Lý tướng quân thì đâu thể đơn giản như thế được. Công chúa, sau 2 ngày nữa nên chuẩn bị tang lễ cho Lý tướng quân. Không thể có điều đó được, ý ngươi là phải cắt đứt cánh tay của Lý tướng quân. Ngươi nói ngươi có kinh nghiệm và là đại phu bậc nhất kinh thành. Ta thấy ngươi rõ ràng là một tên lang băm, y học cổ truyền Trung Quốc chú ý đến việc nhìn, nghe và hỏi. Ngươi thậm chí còn không chạm vào tí gì, làm sao ngươi có thể biết là không thể chữa được. Ta nghĩ ngươi nên sớm nghỉ hưu đi là vừa, thật là một tên thái giám mồm miệng độc đoán. Ta sẽ xử ngươi nhanh thôi, tổn thương như vậy chỉ có thể, ây dô. Không lẽ, sao mọi thứ lại đang tốt lên vậy, lang băm thế nào rồi, ngươi có thấy điều ta đang thấy không? Long tổng quản, ngươi đã dùng thần dược gì vậy, làm thế nào mà chỉ một đêm, Lý tướng quân đã qua cơn nguy kịch, thật ư? Dường như, loại penicillin người sử dụng thực sự có tác dụng. Công chúa, penicillin là cái gì vậy, nó có phải loại thần dược chữa bách bệnh cho Lý tướng quân? Đây là loại penicillin mà ta vội vã mua tối qua, thuốc chống viêm và kháng khuẩn có thể chữa khỏi bệnh. Có nó, ngươi sẽ không còn sợ bệnh thương hàn. Đúng là thần dược thần dược. Long tổng quản, đã hiểu lầm rồi. Ngươi quả là thần y, ngươi có thể nhận tại hạ làm đệ tử được không? Hay thần y cái gì chứ? Ta chỉ gọi là may mắn tí thôi mà. Ta sẽ dạy ngươi phương pháp miễn phí. Trong tương lai các tướng lĩnh của ta sẽ không phải lo vấn đề bị thương nữa rồi. Ân sư à, thay mặt cho những người bệnh thật đa tạ. Lý tướng quân đã tỉnh. Công chúa, mọi người đang làm cái trò gì thế? Đêm qua ngươi bị sốt cao và chảy máu rất nhiều. Nếu không có Long thừa ân, ngươi đã chết từ lâu rồi. Long tổng quản, tôi là Lý Thiên Nam, tôi nợ người một mạng, hãy nhận của tôi một lại. Công chúa, luật về trật tự bảo an đã được ban hành, trật tự đã được lập lại tại thành Lâm Giang.
công chúa, Lâm Giang Thành chỉ có thể trụ được một trận chiến mà thôi. Tường thành đã bị phá hủy và không có khả năng để chống chọi. Nếu quân Nam Lương tấn công, chúng ta chỉ có thể quay lại thành chủ, thế không phải chúng ta giành lại Lâm Giang trong vô ích sao? Nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó toàn quân sẽ sẵn sàng. Đây ban đầu là lãnh thổ của chúng ta, có rất nhiều người trong thành, ta sẽ phải cứu lấy Đông Chu. Nếu ai theo ta thì hãy sẵn sàng. Công chúa có nhất thiết phải vậy không? Người nên suy nghĩ kỹ lại đi. Hiện tại quân ta đang suy yếu, Nam Lương phản công, làm thế nào để chúng ta chống lại? Lý tướng quân, di rời toàn bộ thành Lâm Giang, ta muốn để lại một thành trống cho Nam Lương. Thần tuân chỉ. Đợi một chút, ta có thể xây dựng lại thành Lâm Giang. Xây dựng lại thành Lâm Giang trong 10 ngày, điều đó là không thể. Để xây một tòa thành, nhanh thì 4-5 tháng, chậm thì 2-3 năm, 10 ngày là không thể. Tiểu Long, đầu của ngươi có vấn đề à? Công chúa, thần được điều quân chứ? Miễn là có đủ nhân lực và vật liệu, ta có thể xây dựng lên một tòa thành mới. Quân lệnh của Đông Chu không được sử dụng bừa bãi. Nếu không thể hoàn thành nó, người sẽ bị xử trảm. Ai, ta không bao giờ làm những điều mà ta không chắc chắn. Được rồi, ta sẽ cho ngươi 10 ngày để hoàn thành nó. Không thì ta sẽ trảm cái đầu của ngươi. Công chúa, nếu ta có thể hoàn thành nó thì sao? Thì ta sẽ ban cho ngươi một cái ôm. Thật không công bằng với ta. Ngươi muốn gì nào? Ta, hứa với ta một điều này. Sao giờ này hắn vẫn chưa có mặt? Có phải sợ rồi không? Làm thế nào thành trì có thể được xây dựng trọng 10 ngày chứ? Thần nghĩ Tiểu Long từ đó đã chém gió và biến mất. Công chúa, hắn đang đến kia. Ây da, cuối cùng ngươi cũng đến. Tưởng ngươi không dám vác mặt tới. Ta có lẽ nên chuẩn bị tiệc cho người sau 10 ngày nữa. Công chúa, phi thần cả đêm qua đã không ngủ và làm việc chăm chỉ. Đã làm ra loại vật liệu đặc biệt. Đặc biệt, có gì phía sau thế? Đúng thế. Ây, dô. Đây là thứ mà người dùng để xây thành 10 ngày ư? Người ta gọi đây là xi măng, chỉ cần trộn nó với cát, trong vòng 10 ngày thành Lâm Giang mới sẽ được xây dựng. Đến lúc đó thành bất khả xâm hại, hỏa bất diệt. Thật thế cơ á, này, đưa những thứ này cho thợ xây và bảo họ cách sử dụng chúng. Sẽ nhanh thấy kết quả thôi. Thật kinh ngạc đã xây dựng một thành trong 10 ngày. Thực sự là phép màu, xi măng này cứng hơn đá khi khô. Chờ Nam Lương công thành, chắc chúng sẽ chết lặng thôi. Ông chúa, Long Tổng Quản đúng là một vị thần tiên từ trên trời rơi xuống. Có Long Tổng Quản trong triều đại của ta, không cần phải lo lắng về thiên hạ nữa. Ây dô, ngươi quả không tồi chút nào. Văn võ song toàn, cũng không phải dạng vừa đâu. Đạt tới trình độ thượng thừa rồi. Hề hề, công chúa à, vi thần đã thắng cược. Công chúa nên thực hiện lời hứa. Trở lại thành thôi. Này. Nhi thần cung kính Thái Hậu, đột phá thành Lâm Giang và giành lại lãnh thổ của Đông Chu. Đánh bại Nam Lương và tiêu diệt 20 vạn quân Thiên Ương. Thể hiện được cái uy của nước ta, thật là tuyệt vời đấy. Ta quyết định trao thành Lâm Giang cho tứ công chúa, các thần quan thấy thế nào? Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, lần này ngươi đã đạt được công lao lớn, sau này ngươi hãy cẩn thận. Thành Lâm Giang trước đây là lãnh thổ của Long Gia ở Nam Lương. Nhưng bây giờ công chúa đã chinh phục được thành Lâm Giang. Trở thành lãnh thổ Đông Chu, rất hợp với lòng dân. Này, tên nhóc kia là ai vậy? Cẩn thận, bộ hộ Linh Thiên, con trai cả của tướng quân Linh. Hóa ra là một con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, vậy thì thành Lâm Giang sẽ là lãnh địa của tứ công chúa. Ngoài ra thăng chức binh bộ, khen thưởng minh bạch. Vi thần tuân chỉ, mẫu hậu lần này chiếm thành Lâm Giang, Long Tổng Quản đã có những đóng góp to lớn. Nhi thần xin thỉnh ý, phong hắn làm bộ thượng thư. Cái này, bệ hạ không được, công chúa, triều đình ta cần những nhân tài. Làm thế nào một thái giám có thể phục vụ đất nước chứ? Làm sao bệ hạ có thể để cho một thái giám làm bộ thượng thư? Điều này không phải làm trò cười cho thiên hạ đờ. Ở Đông Chu không thể được. Bệ hạ chắc chắn không thể có tiền lệ này được. Bệ hạ, ây, điều này không thể được đâu. Đối với Đông Chu chúng ta, chiếm thành Lâm Giang, công lao lớn như vậy, hắn cũng phát minh ra xi măng, thành Lâm Giang được xây dựng lại trong 10 ngày. Ây, hắn ta là một thái giám, làm gì có khả năng đó. Hừ, công chúa ta biết người muốn có một đầy tớ thân cận. Tuy nhiên, đạt được một công lao lớn như vậy, quả là điều phi lý với một thái giám. Ai có thể chứng kiến cho việc đó chứ? Trong quân đội ai cũng biết công lao lớn nhất là của anh ta. Thử hỏi xem ai không biết công lao đó. Của Long Thừa Ân, đủ rồi, đây là nơi uy nghi của Vương Triều. Long Thừa Ân, ngươi có công không thể không trọng thưởng. Vậy nên, phong ngươi làm thượng thư công bộ. Trong một năm, nếu ngươi không làm tốt, thì hãy trở lại làm tổng quản. Đa tạ Long Ân, phi thần nguyện hết mình vì Giang Sơn xã tắc. Bệ hạ, làm thế nào để đánh giá rằng Long Tổng Quản không đủ năng lực? Hứ, điều này đơn giản thôi. Bệ hạ, chúng ta đang có một vấn đề. Thành chúng ta đang thiếu trầm trọng củi đốt.
Vào mùa đông, người dân sẽ chết cóng. Nếu Long Tổng Quản thực sự có khả năng, vấn đề này hãy giải quyết luôn đi. Ây, bệ hạ, vi thần sẵn sàng chấp nhận thử thách của anh ấy. Còn tiếp, điều này thật vô lý. Vấn đề này hàng thập kỷ qua đều chưa thể giải quyết được. Vậy mà tên thái giám này lại giải quyết được, mà chỉ giải quyết trong có vài ngày. Bệ hạ, hạ thần cảm thấy hắn như đang lừa dối người. Hắn ta nên bị nhốt vào đại lao. Tiểu Long thật to gan. Hy vọng lần này ngươi có thể tạo nên kỳ tích. Được lắm, Long Thừa Ân, dưới triều đại Đông Trụ chúng ta rất coi trọng người tài. Chỉ cần ngươi làm tốt ngươi sẽ không bị truy tội. Đợi đã, mẫu hậu, những vấn đề về củi đã tồn tại trong nhiều thập kỷ qua. Chúng ta đã dùng cạn kiệt, trừ khi phải tìm được điều gì đó thay thế. Tiểu Long tự sao làm được chứ? Nói đúng hơn là điều đó thật quá vô lý. Nếu Long tướng quân thực sự có khả năng, vậy hãy tin tưởng anh ấy. Công chúa, không cần nhiều lời, hãy để ta xử lý. Về vấn đề này, ta đã có giải pháp, ta có một cách, nhưng cần công chúa giúp đỡ. Cứ nói, ta muốn hỏi, Đông Chu chúng ta có khu vực nào có địa hỏa không? Địa hỏa là gì? Đó là nơi có khói nhưng không có lửa trong đất. Ý ngươi là, núi địa ngục cách kinh thành 50 dặm về phía bắc. Ở đó có khói quanh năm phát ra từ lòng đất, điều đó có được không? Ta muốn đi đến núi địa ngục. Ây, ngươi muốn dùng những viên đá đen, phải không? Thứ đó dễ cháy nhưng rất độc. Chỉ người nghèo ở vùng núi mới sử dụng chúng để thắp lửa. Rất nhiều người chết do chất độc trong nó. Nếu ngươi muốn dùng những viên đá đó để giải quyết, trước hết ta không cho ngươi được chết. Ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Hãy coi như điều đó chưa từng tồn tại đi. Tổ Long Tử thật sự không làm được đâu, cầu xin Hoàng thượng đi. Ngươi như vậy đã rất tuyệt rồi, đừng gượng ép bản thân nữa. Mấy người không biết điều này. Cái đó người ta gọi là than. Nó chỉ độc khi sử dụng không đúng cách. Than đá, vâng, nó được gọi là than. Đừng đánh giá thấp điều đó. Nó là từ những cái cây đã mục nát rồi. Nó phức tạp lắm, chỉ cần loại bỏ tạp chất bên trong là có thể dùng làm chất đốt. Nếu núi địa ngục thực sự có than, sẽ đủ cho kinh thành chúng ta trong nhiều thập kỷ. Tiểu Long Tử, trong bộ não của ngươi có chứa cái gì vậy ta? Luôn làm ta thấy ngạc nhiên. Này, ta sẽ gọi người thông báo quay lại. Thần bái kiến công chúa điện hạ. Hôm nay là ngày đầu tiên của ta bắt đầu cuộc chơi. Ngươi cũng biết rằng ta đã đánh cược với hộ bộ thượng thư. Đại nhân, tại hạ nghĩ việc này quá khó. Ngươi không thể. Nhưng ta có thể. Thập lang, hãy đến núi địa ngục và đào 10 xe đá đen về đây. Đại nhân, đá đen có độc. Ngài muốn lấy chúng để làm gì? Đừng hỏi nhiều, ngươi cứ làm đi. Vâng, tại hạ sẽ đi ngay. Đại nhân, đá đen đã về rồi đây. Tốt lắm, chỉ cần làm theo phương pháp trong này. Ta sẽ gặp lại người vào ngày mai. Phương pháp sản xuất than tổ ong. Bệ hạ, vi thần đã giải quyết vấn đề củi. Làm sao có thể được chứ? Vấn đề này hàng thập kỷ qua đều không thể giải quyết được. Sao tên thái giám này lại có thể chứ? Vấn đề nhiều thập kỷ qua mà hắn lại chỉ làm trong có vài ngày. Bệ hạ, vi thần cảm thấy hắn đang lừa dối chúng ta. Hắn nên bị tống vào đại lao ngay lập tức. Bệ hạ, hắn ta đã gài bẫy và hãm hại những người tài của đất nước. Bệ hạ, xin đừng nghe theo hắn nói. Bệ hạ, hắn làm loạn triều đình, lừa gạt hoàng thượng, nên phải bị trừng trị. Bệ hạ, Long Thừa Ân, dùng phương pháp đặc biệt để luyện đá đen tốt hơn củi. Xin hãy xem trước đã, hãy cho ta xem. Bệ hạ, đây là than tổ ong, nó được hình thành sau khi chế biến đá đen. Tốt hơn củi luôn, mùi không độc hại và vô hại. Quan trọng nhất là, than trong núi địa ngục đủ cho thành chúng ta trong 500 năm. Ây, điều đó có thật không? Có một điều kỳ diệu như vậy, dùng tận 500 năm liền cơ. Bệ hạ, vi thần không dám nói bậy. Ngươi đã làm nó như thế nào? Đây là bí mật của ta. Hộ bộ thượng thư, ông chỉ cần biết rằng than tổ ong vô hại và không độc hại. Thật là một thứ nhảm nhí, mọi người đều biết rằng đá đen là thứ độc hại. Nếu không nói phương pháp luyện chế, ai dám sử dụng nó? Ây dô, nếu nói ở đây, rất có thể ai đó có thể học lỏm được. Điều đó không phải tự ta hại ta sao? Tốt lắm, Long Thừa Ân có công lớn. Từ giờ ngươi sẽ giữ chức bộ thượng thư. Long đại nhân, than tổ ong đã tinh chế, mời ngài xem qua. Sao lại đẹp thế nhỉ? Hãy để Từ Minh dành nhiều thời gian tiếp tục tinh chế nó. Sao ngươi lại không đi vậy? Tôi vẫn còn rất nhiều sức khỏe để cống hiến. Ý ngươi muốn gì? Xin Long đại nhân tới gần hơn. Ngươi đang làm gì thế? Có thích khách, vô ích, chúng ta đã xử lý hết cả rồi. Không có ai ở quanh đây đâu. Ngươi là ai, nói mau. Không xong rồi, khăn có độc rồi. Long Thừa Ân, thực ra ngươi là ai? Sao ngươi có thể biết được đường hầm bí mật dưới Lâm Giang? Ngươi là gián điệp của nữ vương, phái ngươi đến đây chứ gì, phản tặc. Bệ hạ, hãy để hạ thần giúp chúng ta loại bỏ tai họa.
Sao ngươi lại không sao? Ây, ta không thể tin bất kỳ ai được, kể cả một người như ngươi, nên ta cũng phải cảnh giác với ngươi. Nói ai đã ra lệnh cho ngươi? Bao nhiêu người đứng sau? Một con cá nhỏ bé, làm sao có thể tạo ra được những con sóng lớn? A, Ây ra. Bệ hạ có lệnh, nếu ngươi trở lại Nam Lương, ngươi sẽ được trọng dụng. Nam Lương khốn kiếp, đừng có mơ ta trở về, ngươi thật không biết điều. Vậy hãy xuống địa ngục đi. Dừng. Tiểu Long Tử, muội đến hơi muộn, từ từ dậy nào. Từ từ, ngồi đi. Khốn nạn, phải xé xác hắn ra. Bình tĩnh, công chúa. Nên thẩm vấn trước, có thể có người đứng sau. Thật là bỉ ổi quá đi. Xuân Nhi, giải hắn vào đại lao ngay. Tra khảo hắn, rõ. Ngươi có sao không? Ây! Mạng của ta lớn lắm, không dễ thế đâu. Đó là Nam Lương, tên vua độc ác này. Hắn đã chạm mặt ta hai lần, và giờ thì muốn giết ta. Đừng lo, một ngày nào đó ta sẽ dẫn quân tấn công Nam Lương. Nhốt hắn ta vào chuồng chó, giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Đa tạ ân sủng của công chúa. Ai đấy? Xuân Nhi tới đây làm gì vậy? Tiểu Long Tử, ta được lệnh của công chúa, tới để bảo vệ sự an toàn cho huynh. Công chúa cũng thú vị đẩy, gửi đến cho ta một người đẹp như Xuân Nhi. Một khi đã vào đây thì sao mà có thể thoát được tay ta? Hê, đa tạ công chúa. Ai, vào đi, đừng có đứng ở đó nữa. Muội có thể ngủ ở phòng cạnh ta. Không cần, muội sẽ ngủ cùng với tiểu thái giám. Thế khi màn đêm buông xuống thì sao? Công chúa đã lệnh cho muội phải bảo vệ không rời nửa bước. Này, sao lại đi theo ta làm gì? Ta cần đi vệ sinh. Công chúa bảo ta phải theo huynh không rời nửa bước. Trời, thế sao được, ta đi vệ sinh mà. Đúng, tiểu thái giám không được rời khỏi tầm mắt của ta. Giống như là thử thách ta vậy. Nhưng tại sao? Ta sẽ có cách cho biết thế nào là sung sướng. Tại sao? Sao đứng đó? À, không có gì đâu. Nếu buồn ngủ ta có thể nằm dưới sàn. Đâu thể nằm ở đó được chứ, trời lạnh lắm. Dễ mà bị cảm lắm đó. Tiểu Long Tử, nhưng ta đâu có cách nào khác. Ây dô, thật không thoải mái chút nào. Lên đây nằm với ta luôn đi. Chà, huynh vẫn còn lương tâm ghê. Anh bạn nhỏ, hãy chịu khó chút đi, đừng biểu tình. Sau này trông gai còn nhiều lắm, hãy thu lại đi nào. Cái gì vậy ta? Ây, chắc là chuột đấy, lại đây ôm ta này. Không là chuột nó lại cắn cho đấy. Long tướng quân, đi đâu vội vàng vậy? Long thừa ân không nhìn thấy công chúa. Long tướng quân có thời gian đến thăm đông cung của ta không? Xin công chúa thứ lỗi cho ta có việc khác phải làm. Không sao, hẹn khi khác vậy. Ây, hừ, muốn thu phục con người này thì có gì phải sợ chứ? Tất cả vì mục tiêu của ta, 6 cây. He he he, Hồng Trung, đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc này. Rõ ràng là ta đã phát minh ra, phải làm sao nếu không thắng được chứ? Nếu ngươi không chơi nữa, ta sẽ cắt sạch cái đống quần đó. Nghe nói, đại công chúa đã tìm được một tên thái giám. Nghe nói hắn rất thông minh, muốn so tài với người đó. Đâu có dễ, thái giám ta là độc nhất vô nhị rồi. Đâu có dễ tìm được người thứ hai, có thể đánh bại người đó. Tên tiểu tử này không hề đơn giản đâu, sợ sẽ khiến ngươi thất vọng. Không phải thế chứ, em gái, đây là tân bình của chị, Lý Thiên Trạch, không kém cạnh với Tiểu Long Tử đâu. Lý Thiên Trạch chào từ công chúa, Long đại nhân, anh chàng này cũng lễ nghĩa đấy. Mẫu hậu đã giao bộ hình cho hắn ta như đã hứa. Từ nay về sau, trọng cũng sẽ có hai vị thái giám quản lý hậu cung. Long thừa ân chỉ dựa vào may mắn, Lý Thiên Trạch ta có thể đánh bại anh ta. Ngươi không về mà soi lại gương đi, ây. Thiên Trạch, ngươi nhanh bắt tên trộm hoa đang gây rối này đi. Hãy giành lấy danh dự. Có chuyện gì với tên trộm hoa vậy? Các ngươi không biết hay trả vờ vậy? Những ngày gần đây, hơn chục cô gái trẻ mất tích ở Bắc Thành, tất cả đều bị tra tấn đến chết, vụ án gây hoang mang cho người dân trong thành. Mẫu hậu tức giận. Chỉ là người hái hoa, Cận Thành Tư và Hình Bộ không làm gì sao? Tất cả truy bắt nhưng đều bị giết. Tứ công chúa không biết rồi, người hái hoa đó võ công cao cường, cho đến nay tôi vẫn chưa thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào về hắn ta. Vụ án quan trọng như vậy, nếu ngươi làm tốt, chắc chắn sẽ được trọng thưởng lớn. Đừng làm ta thất vọng. Ây, không ổn rồi, công chúa điện hạ, cung nữ đông cung mất tích, cô hầu gái mất tích không hề có manh mối ra khỏi cung. Nhưng đã 3 ngày rồi không xuất hiện, chúng tôi đã tìm kiếm toàn bộ đông cung, không có tung tích của cô ấy. Đi quay về đông cung. Này, cung nữ đông cung mất tích, điều đó không thể do tên trộm hoa ra tay. Ngươi nghĩ gì vậy? Trong cung canh phòng rất cẩn mật, làm sao tay trộm hoa có thể vào được? Thôi tiếp tục nào. Này, ta đang thấy đầy bụng quá rồi, ta đi vệ sinh cái đã. Này công chúa, ta sẽ dạy cho một trò này. Cái này, có án mạng rồi. Xuân Nhi, muội ổn chứ? Có người chết kìa.
Chết thật rồi. Chết trong nhiều ngày rồi. Làm thế nào mà muội tìm thấy vậy? Ta vừa đi ngang qua, ta thấy con chó con trong nhà bếp phía sau đang đào hố ở đây. Ta chạy tới xem thì thấy điều này. Có chuyện gì thế này? Sao lại có xác chết trong tây cung của ta? Hãy xem cái xác này trước đã. Người giúp việc này không nhầm thì đó chính là Liên Tuyết. Ta nhận ra cô ấy. Cô ấy là thiếu nữ của Đông Cung. Không lẽ tên trộm hoa đã tấn công? Hắn ta có thể giết người ở bất kỳ đâu nhưng lại chọn tây cung của ta. Có ai đó đang nhắm mục tiêu vào tây cung. Lỗi ra và đem đi đốt đi. Vấn đề này nên bàn giao cho hình bộ. Càng ít rắc rối càng tốt. Tây cung không phải nơi dễ bị chọc tức vậy đâu. Đem đốt đi. Công chúa, đây là manh mối duy nhất. Vẫn phải giao cho hình bộ điều tra. Lý Thiên Trạch, vì người cũng ở đây rồi. Vậy hãy nhanh chóng bắt kẻ giết người đi. Xuân Nhi, hãy đi theo xem tình hình thế nào. Đừng lo lắng, công chúa. Hạ thần sẽ có lời giải thỏa đáng, mang đi. Có chuyện gì xảy ra với hình bộ à? Không ổn rồi, tây cung xuất hiện người đàn ông. Cái gì? Ây, làm sao lại có người đàn ông trong hậu cung được? Không lẽ mình bị lộ rồi ư? Đã có kết quả điều tra của hình bộ, người giúp việc đó đã bị hãm hiếp đến chết bởi tên trộm hoa. Điều đó không có nghĩa là có đàn ông trong cung, chỉ có thể kết luận là tên trộm đó đang ở trong cung. Không phải đâu công chúa, cô hầu gái này đã có thai, suýt nữa thì sinh rồi. Vậy là trong cung cũng có thằng khác như mình, là thằng nào vậy nhỉ? Cũng táo bạo thật đấy. Bỉ ổi, đừng để ta bắt được tên đó. Nếu không, hắn ta sẽ bị phanh thây không cần suy nghĩ. Dám mang bổn cung ra để trêu đùa như vậy à? Đi gọi Lý Thiên Trạch tới đây. Rõ. Bệ hạ có tin từ hình bộ. Nói, nạn nhân là một cung thiếu nữ. Vẫn đang mang thai. Cái gì? Tiếp tục theo dõi thật sát. Rõ, tứ công chúa, cung nữ đó thực sự đang mang thai. Ta không quan tâm ngươi có thể làm gì. Hãy tìm cho ra thằng khứa đó trong 3 ngày. 3 ngày là quá ngắn. Hậu cung có hàng vạn thái giám. 7 ngày, đại tỷ, hắn ta phụ trách hình bộ. 3 ngày là đủ rồi. Nếu hắn ta không thể tìm thấy nó, hắn ta bất tài. Tôi biết người đàn ông đó là ai. Là ai? Long Thừa Ân, bỏ mẹ, sao hắn lại biết? Nói bậy, rõ ràng ta là một thái giám. Nếu ngươi hãm hại ta thì hãy tìm chứng cứ cho thật rõ ràng vào. Hỗn lão, vu khống đại quan triều đình, đáng bị trừng phạt. Lý Thiên Trạch, Long Thừa Ân là một đại quan. Ngươi biết điều này chứ? Công chúa, tôi có bằng chứng. Bằng chứng gì? Đầu tiên, hắn vào cung hơn 1 năm, khuôn mặt hắn tràn đầy nữ tính. Nói chuyện nên nhẹ nhàng nữ tính, nhưng hắn lại đầy nam tính. Thứ hai, Long Thừa Ân yêu cái đẹp và thường giao du với người đẹp. Nhưng thái giám không cần điều đó. Cung nữ bị cưỡng hiếp đến chết vì mất máu. Nó có nghĩa là người đàn ông này chém gió rất tốt. Trong Tây Cung chỉ có một người có khả năng đó chính là Long Thừa Ân. Thi thể được tìm thấy trong Tây Cung. Không phải Long Thừa Ân thì là ai? Quá vô lý, Long Thừa Ân ta đã xác minh. Không có gì, nhưng chỉ có mình công chúa xác minh. Làm thế nào để chứng minh rằng những gì công chúa nói là sự thật? Ý ngươi đang nói ta che giấu, nói dối ư? Dừng lại, sư muội, Long Thừa Ân thực sự có tội lớn. Cơ thể của ta là nam tính. Đó là bởi vì, võ thuật ta luyện tập cũng mạnh mẽ như nam tính. Có gì sai với tình yêu cái đẹp của ta? Ta không có gì cả. Ta không được nhìn, không được chạm. Chỉ vì cái xác phát hiện ở Tây Cung mà kết luận ta là kẻ giết người. Điều đó không phải quá vô lý sao? Mọi người trong cung đồn rằng ngươi là thái giám giả. Thật là dâm tặc, công chúa, nên quản thúc Long Thừa Ân. Giải hắn vào đại lao để xét xử. Vô lý, điều đó đang khiến mất đi danh tiếng của hắn ta. Nếu ngươi không thể tìm ra sự thật, thì hắn hoàn toàn vô tội. Thi thể được tìm thấy ở Tây Cung, Long Thừa Ân sao thoát được? Công chúa điện hạ, người đàn ông này chắc chắn vẫn còn trong cung điện. Chúng ta có thể kiểm tra danh tính của các thái giám. Được, ta sẽ kiểm tra. Nhưng trước đó, Long Thừa Ân không được rời Tây Cung nửa bước. Được, ta sẽ đợi tin của người. Ê! Ngươi có tìm được manh mối gì không? Lão già đó là một người chậm chạp nhất trong cung. Nhưng sự thăng tiến của Lý Thiên Trạch lại rất nhanh. Này, ngươi nói có một loại thôi miên sao? Hãy để lão già đó nghĩ rằng lão đã lừa được Lý Thiên Trạch. Nam Lương có giáo phái này, và họ chuyên về thôi miên. Hãy chờ tới ngày mai, ta sẽ cho hắn thứ mà hắn muốn. Tất cả các thái giám đã kiểm tra, bây giờ chỉ còn ngươi, Long đại nhân. Lý thái giám thực sự làm việc rất chăm chỉ, mau ngồi xuống và làm chén trà. Nào! Long đại nhân bị nghi ngờ nhiều nhất, tại sao không đi một chuyến với tôi đến hình bộ? Không cần, ngươi sẽ tự đi ư? Hay ngươi đã tìm được ra thủ phạm? Đó là ai? Ngay tại đây, đây là đâu? Ngươi, ngươi đã đầu độc ta. Ai bảo nó có độc? Nó chỉ là chút trà sữa trân châu đường đen thôi mà. Cái gì? Này! Long Thừa Ân, ngươi muốn làm gì? Ta muốn mang đến cho hắn một chương trình hay. Xuân Nhi, nhốt hắn ta với con lợn nái ở sân sau. Hay, thật độc ác, đáng ghét, thật bất ngờ thủ phạm thực sự ở ngay trước mắt chúng ta.
Long Thừa Ân, ngươi thật quá tàn nhân, sao nỡ làm vậy cơ chứ? Gã này đã hãm hiếp phụ nữ và luyện loại cung phu độc ác. Đó là điều hắn đang bị trừng trị, sao ngươi lại phát hiện ra hắn là đàn ông? Mang vào đây. Phê, làm thế ngươi tìm ra được, thuật thôi miên của ngươi thực sự xuất sắc, thật đáng tiếc khi để lão thái giám đó tiếp cận ta. Hắn dùng dao còn quá chậm, thật nực cười, chỉ để hại và giết hàng chục người. Nói, có phải Nam Lương đã cử ngươi đến đây, ngươi muốn biết à? Ây! Hắn tự sát rồi, hắn chết vậy nhẹ nhàng quá, hắn phải nhận cái chết thê thảm, may mắn quá ta đã không cho hắn hầu hạ khi đang tắm. Tiểu Long Tử, ngươi lại lập được đại công rồi. Ngươi không thể nói tại buổi chiều được sao? Bệ hạ, vi thần yêu cầu tăng thuế 20% để cân bằng ngân khố. Tăng thuế 20% ư? Ngân khố hết tiền, thưa bệ hạ, chúng ta đã tăng cường rất nhiều về binh lính. Tiền thuế hàng năm 2.500 lạng bạc đi đâu? Lui xuống, vi thần xin phép. Hãy để công chúa kiểm tra kỹ số sách. Thâm hụt 700 vạn lượng, sao nhiều thế hả? Mẫu hậu, hạ nhi thấy còn có vấn đề khác. Nói đi, nhi thần phát hiện ra rằng có vấn đề về quỹ cứu trợ nạn năm ngoái tại Tào Châu. Thế cơ á, thật liều lĩnh quá rồi. Mẫu hậu, Tào Châu thứ sử Triệu Mẫn đã được giải tới. Đây là danh sách. Dám tham ô ngay cả việc của ta giao cho. Hãy cho đốc sát viện điều tra theo danh sách này, bắt và tịch thu toàn bộ tài sản gia đình Triệu Mẫn. Bệ hạ, danh sách đó không đúng, ngươi không phải trình bày nhiều. Bệ hạ nên trừng phạt về sự điều hành kém cỏi các quan đại thần. Trưởng bộ hộ vệ Trần Hàn Anh lợi dụng chức quyền để trục lợi cá nhân. Mang xuống chém, bệ hạ thứ lỗi cho thần, không phải do vi thần, làm ơn giúp tôi với. Đáng ghét, nếu ai dám động tới ta, ta sẽ tâu lên hoàng thượng. Bệ hạ, việc quản lý hộ bộ không tốt, vi thần muốn để Long đại nhân lên giữ chức. Đại nhân rất nhanh nhẹn, cho đảm nhiệm chức thượng thư hộ bộ, chắc chắn sẽ mọi việc sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều. Bệ hạ, hộ bộ thượng thư là một quan đại thần, điều đó không thể được với một thái giám, để vương triều thịnh vượng thì càng không được. Bệ hạ không được, một người không thể giữ hai chức thượng thư. Điều đó chưa bao giờ xảy ra kể từ khi lập quốc. Và hắn ta lại là thái giám. Điều đó sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Cởi bẩm bệ hạ, vi thần chỉ là một thượng thư công bộ. Vi thần đã cố gắng dù không dễ dàng gì. Xin bệ hạ xem xét, tên khốn này lại muốn chơi ta à. Thật là không ra thể thống gì. Bệ hạ, Long đại nhân, văn võ song toàn, nhanh nhẹn, chắc chắn có thể giữ chức hộ bộ thượng thư. Long Thừa Ân, người thấy sao? Bệ hạ, vi thần kém tài kém học, sợ trọng trách quá lớn. Long đại nhân thường thể hiện tài năng của mình, sao lần này lại chịu thua vậy chứ? Chung với nước, hiếu với dân, ta nghĩ Long đại nhân có điều gì đắn đo chăng? Lý đại nhân, vấn đề hộ bộ là do ngươi gây ra, biển nó thành mở hỗn đôn. Tại sao ta phải đi lau mông cho ngươi chứ? Mẫu hậu, có sự thâm hụt về ngân sách tại hộ bộ. Các quan đại thần trong triều đều không dám nhận chức tại đó. Thật không công bằng khi để Long Thừa Ân tiếp quản, được ta sẽ ra quyết định như thế này. Long Thừa Ân kiêm chức hộ bộ thượng thư, chỉ cần vấn đề thâm hụt được giải quyết, ngươi sẽ không phải lo nghĩ gì nữa. Bệ hạ, việc này đâu có thể trì hoãn thời gian dài được. Chúng ta phải có thời hạn. Giải quyết tốt nhất trong vòng một năm. Vớ vẩn, ngươi có thể làm điều đó trong vòng một năm. Tại sao từ công chúa lại bảo vệ tên thái giám đến vậy? Chẳng lẽ bên ngoài đồn đại là thật sao? Long Thừa Ân là thái giám giả. Lý đại nhân, tôi cũng nghe được tin đồn khác. Ngươi có muốn nghe không? Tin đồn gì? Người ta nói rằng gia đình Lý đại nhân toàn những tướng quân xuất chúng. Nhưng chỉ có Lý đại nhân là khác biệt, bởi vì có cái gì không được thẳng lắm. Ngươi, vớ vẩn, ta là một người đàn ông chính hiệu, sao có thể là thái giám được? Nhưng ngươi, ta nghĩ ngươi là một thái giám giả. Được rồi, Lý đại nhân, hay là chúng ta cùng cởi quần tại đây, để gạt bỏ lời đồn đại ngoài kia đi. Các ngươi định làm trò gì tại đây? Bệ hạ, Lý đại nhân xúc phạm vi thần, chắc chắn phải cho thiên hạ biết sự trong sạch của mình. Lý đại nhân, xin mời, ngươi thật lịch sự quá cơ. Vậy được rồi, ta sẽ tin vào sự trong sạch của ngươi. Được rồi, ta cho ngươi 3 năm, sau đó ngươi sẽ được trở lại cung. Bệ hạ, 3 năm dài quá, 2 năm là đủ. Vi thần không cần quá nhiều vậy, được 2 năm nếu ngươi không thể hoàn thành nó. Người biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó. Khi quyết định được đưa ra, khốn nạn, làm thế nào có thể bù đắp khoản thâm hụt 600 vạn trong 2 năm? Làm thế nào để tăng ngân sách cho ngân khố ở hộ bộ được? Tăng thuế lên ư, gánh nặng của người dân đã đủ nặng rồi. Chúng ta nên bắt đầu kinh doanh. Kinh doanh là cái gì? Chúng ta có thể hỗ trợ một số thương gia nhỏ, rồi thông qua các cửa hàng của họ, mở rộng thị trường trên cả nước và thậm chí sang cả Nam Lương và những nơi khác. Hay đấy, nhưng chúng ta đang ở Tây Chu, ở đây quá nghèo. Không có gì để bàn, đã có ta ở đây. Các lô than đá đã khai thác gần đây, sau mấy tháng đã lãi 50 vạn lạng. Ta sẽ phát minh ra một số sản phẩm nữa, để bù đắp cho sự thiếu hụt này. Ngươi có rất nhiều ý tưởng, vậy có thể khai thác những mặt hàng nào nữa đây? Thiên cơ bất khả lộ, ta hứa sẽ không làm mọi người thất vọng. Sẽ bùng nổ lắm đây. Tiểu Long Tử,
Quyền Vũ Ngôn, người đứng đầu Long Gia, đã đồng ý hợp tác. Hắn muốn chia lợi nhuận cho chúng ta, nhưng phải xem hiệu quả của sản phẩm trước. Những nhà buôn này thực sự chỉ làm việc khi có lợi. Hãy loại luôn hắn ta. Hai ngày nữa hắn sẽ đến cầu xin ta thôi. Này Từ Minh, ngươi đã chuẩn bị nguyên liệu ta yêu cầu chữa. Đại nhân, các nguyên liệu đã được mua gần xong rồi. Hạ thần chưa hiểu cách lọc rượu người nói lắm. Không hiểu cách làm như thế nào. Không sao, nó thực sự rất đơn giản. Người ra chợ mua ít rượu chất lượng kém về trưng cất. Thứ bay hơi sẽ là hàng xịn. Cái loại đó thì có tác dụng gì? Đây là thứ giết người để làm ra tiền 202. Tiền sẽ đến với ta rất dễ dàng. Được, ta sẽ biểu diễn cho ngươi thấy. Đây mới gọi là rượu chứ. Tuy nhiên, nếu chúng ta không bán được, chúng ta chỉ có thể tự uống nó mà thôi. Đại nhân, loại rượu này rất êm. Nó xứng đáng với danh hiệu rượu ngon nhất thiên hạ. Tất nhiên rồi, các sản phẩm do ta làm luôn đạt chất lượng cao. Hãy ghi nhớ phương pháp và chuyển giao cho thợ thủ công. Ta sẽ xem xét thành phẩm vào ngày mai. Hạ thần sẽ làm ngay đây. Loại rượu này thật thơm. Thơm hơn cả tử quý trong cung. Đây chỉ là một phần nhỏ. Ta đã yêu cầu sản xuất nhiều sản phẩm khác nữa. Để bán trong cửa hàng của chúng ta. Những mặt hàng gì nữa đây? Chính xác thì những thứ đó là những thứ gì vậy? Vội gì, để mai biết. Ôi, tiểu thái giám, hãy nói với công chúa đi. Ái ra, dạo này Xuân Nhi đã ăn gì? Mà đã phỏng phao thế này. Tới đây, chuyện gì? Ây dô, thật đáng ghét, ghét thế. Đại nhân, hú. Đại nhân, nước hoa đã xong rồi. Ây, nó có vị khá thơm đẩy. Làm thêm vài lọ nữa và mang ra ngoài bán đi. Mở bán vào ngày mai. Hạ thần đi làm ngay đây. Nước hoa hỏa hạng đây. Mại dô mại dô. Tiểu Long Tử, không ngờ nước hoa được ưa chuộng đến vậy. Nếu cứ như thế này, hộ bộ sẽ bù đắp được thâm hụt. Tất nhiên rồi, người đã được thưởng thức ẩm thực cao cấp, thì làm sao có thể nuốt được đồ ăn đơn giản. Ây! Hình như muội cũng thích nó. Làm gì có cô gái nào có thể không thích nước hoa được chứ? Đừng nhỏ quá nhiều nước hoa này. Một vài giọt tại một thời điểm là đủ. Thời gian để ngân nga. Tại sao Lý gia lại ở đây? Lại có âm mưu gì đây? Chúng ta đi xem thế nào. Đại nhân, chính là gian hàng này. Hừ, ngươi đã mất hết lương tâm rồi sao? Dám bán những loại nước hoa độc hại chỉ vì mục đích kiếm tiền. Bắt hắn lại cho ta. Dừng lại. Lý đại nhân, đây là một gian hàng được triều đình kiểm định. Ngươi lấy điều gì khẳng định là nó độc hại? Ngươi thật vô lý, không có quyền bắt giữ. Tại sao ta lại bắt giữ ư? A cẩu, nói cho hắn nghe đi. Vâng, đại nhân, ngày hôm qua tôi đã mua một chai nước hoa ở đây. Tôi đã đưa cho mẹ và vợ dùng. Kết quả là hôm sau mặt họ tím tái. Và đã đi gặp ông bà luôn rồi. Đại nhân, người đang vu khống chúng ta đấy à? Chưa bao giờ thấy hắn đến mua. Lũ khốn các người thật bỉ ổi. Trả lại mẹ và vợ ta đây. Tất nhiên là vô tội. Nếu không ta đã xử ngươi luôn rồi, tên thái giám chết tiệt. Muốn bù đắp ngân khố bằng cách này ư? Các người có mắt như mù. Đây là Lý đại nhân. Dám phỉ báng đại nhân à? Kẻ tiệm này đừng hòng trốn thoát được. Giải tất cả đến đại lao để tra khảo. Kia có gì mà ồn ào vậy? Bệ hạ nghe nói Long tổng quản muốn bù đắp thiếu hụt ngân khố. Đã phát triển một số sản phẩm đặc biệt, có cho mở một gian hàng tại đây. Đi, đến xem thế nào. Lao lên. Lý đại nhân. Người nói, mẹ và vợ tên tiểu tử này đã chết sau khi dùng nước hoa. Nói không có bằng chứng, sao không thử ngay tại đây luôn. Xuân Nhi, đi tìm một con chó về đây để thử. Nếu nước hoa này an toàn, thì người đã gây ảnh hưởng đến công việc của ta rồi. Vu khống quan đại thần là tội chết đó. Để ta đi tìm. Tên thái giám chết tiệt. Đừng nghĩ làm thượng thư hộ bộ là xong. Nói cho người biết, ta muốn người chết, thì người sẽ phải chết. Bệ hạ có thể bảo vệ người, nhưng không thể bảo vệ người cả đời. Người có chắc điều đó không? Trong kinh thành, ta không thể làm được gì gia đình người nhỉ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vị thần cầu xin bệ hạ tha tội. Biết là sai thì cứ cù ở đó. A cẩu, ngươi dám chém giờ ở đây à? Người làm gì có vợ? Dám vu khống quan đại thần. Người đâu, cắt lưỡi hắn. Cho nhập ngũ luôn. Đại nhân, tiểu nhân không dám nữa. Đại nhân, xin hãy tha mạng. Tất cả đều là hắn, tất cả đều là Lý đại nhân bắt tôi phải làm thế. Lôi hắn đi. Long Thừa Ân, hãy giới thiệu cho ta về các sản phẩm này coi. Phi thần tuân chỉ, kẻ này gọi là nước hoa. Bệ hạ, nước hoa rắc lên cơ thể có thể làm dịu tâm trí và tỏa ra hương thơm. Đây là điều cần thiết đối với một người phụ nữ xinh đẹp. Có gì thơm quá, thơm thật đó. Bệ hạ, thần chưa từng thấy thứ gì thơm như vậy. Long đại nhân, người đã làm ra loại nước hoa này ư? Bệ hạ, đây cũng chỉ là ý tưởng ngẫu nhiên, vì thần không ngờ nó trở thành sự thật. Chỉ một chai nước hoa, Long Thái Úy đã trở thành bạn của phái đẹp. Vậy ngân khố sẽ nhanh chóng được bù đắp không phải sao? Bệ hạ, thần không dám. Mang tất cả nước hoa vào cung. Này, bệ hạ, cái này không được. Những loại nước hoa này, chất lượng thấp đến trung bình. Làm sao xứng với long thể của bệ được?
Vi thần có một loại nước hoa cao cấp hơn tặng người. Xem nó này. Nước hoa ở đây, giữ một nửa và mang nửa còn lại về trong cung. Ây, còn phụ nữ ở đây thì sao? Lại phải cho anh em làm tăng ca rồi. Lý Cảnh Hào. Hãy trở lại phủ nhà người tự rèn luyện đạo đức trong 2 tháng đi. Hôm nay kiếm được quá, ta phát tài rồi, tất cả là của ta, cái gì của người. Tự ta kiếm được mà, hãy cho ta một ít đi, người đã làm được điều đó nhờ vào tài năng của mình. Thì cần gì nữa chứ, công chúa ta kiệt sức rồi, chia cho ta một ít đâu phải không thể chứ. Nhiều đó là đủ rồi, nếu không mọi người sẽ bàn tán không hay đâu, keo kiệt quá không biết, người có thể kiếm 10 vạn mỗi ngày với loại nước hoa này. Chưa đầy 1 tháng, việc bù đắp cho ngân khố thật dễ dàng. Nếu con đường thương mại được mở ra, trên cả nước hoặc trên toàn thiên hạ, công chúa kiếm ít nhất 5.000 vạn lượng mỗi năm. Tiểu Long Tử tiểu thái giám này giỏi quá. Sau đó, người sẽ là người giàu nhất thiên hạ. Người đã không làm ta thất vọng. Người ta nói rằng, người đã làm ra một loại nước hoa đặc biệt cho mẫu hậu. Cái đó thì đúng. Làm cả cho ta nữa. Nếu người không thể làm được, ta sẽ ném xác cho chó gặm. Tuân lệnh, được rồi, bổn cung mệt rồi. Muốn đi tắm chút, ây. Mấy bé yêu, mấy nàng ta tới đây. Ây, đại nhân, cho tại hạ diện kiến. Ây dô. Thằng cha này vội vàng thế, có thể là vì các loại hàng hóa như nước hoa đang rất được săn đón. Có lẽ là phải thấy thọ chim ưng mới bay, cho hắn ta vào, sự hợp tác đã bàn bạc trước đây giữa đại nhân và tại hạ. Tôi đã suy nghĩ kỹ, và chấp nhận, hợp tác với đại nhân, tôi không biết nguyên tắc là cái gì. Đó là vấn đề hợp tác, tất cả đều có thể được thực hiện. Nhưng điều kiện này, chúng ta phải thay đổi nó. Những điều kiện nào? Ta có tổng cộng 5 mặt hàng ở đây. Valentine là rượu vô song ta làm ra. Tiếp theo là xà phòng hương đá tuyết và xà phòng tắm. Người đưa ta 300 vạn. Ta sẽ cung cấp cho người công thức độc quyền. Lợi nhuận chúng ta thu được sẽ chia 4-6. Ta 6 phần, người 4 phần. Người đang đùa lão phu à? Điều kiện khắc nghiệt như vậy. Xin lỗi lão phu không chấp nhận. Tại sao? Người sẽ phải suy nghĩ về nó. Nếu người không đồng ý, ta sẽ bán độc quyền này cho thiên hạ đệ nhất thương hội. Tương lai sẽ được bán rộng rãi. Tại thiên hạ hội sẽ bán đấu giá. Mọi người trong thiên hạ đều có cơ hội kiếm tiền. Rất nhiều tiền. Xuân Nhi. Xin mời, khoan đã, điều kiện của đại nhân. Ta đồng ý luôn cho nhanh. Đây là cái thứ gì vậy? Thiết kế khá đẹp đấy. Này công chúa, hay là, để ta mặc giúp cho công chúa. Cút. Có Long Ca ra tay. Chỉ trong 7 ngày đã đạt được 500 vạn lượng rồi. Cứ tiếp tục đà như này. Chậm nhất 10 ngày, chúng ta có thể bù đắp được hết ngân khố. Tiểu Long Tử, đã có công rất lớn lần này. Muội rất đẹp đó, muội có biết không, ta vẫn còn nhiều thứ chất lượng nữa vẫn chưa đem ra đầu. Đây là gì vậy? Nó trông rất lạ luôn. Đây được gọi là áo ngực, là sản phẩm chính tiếp theo. Đi tìm một số thợ may, để sản xuất nhiều hơn. Được, những thứ huynh cần đây phải không? Nhưng đây là cái gì vậy? Ây! Này màu này, hợp với muội đó. Hừ, được. Công chúa. Này, cái gì vậy thế này? Thiết kế rất khéo léo. Này công chúa, hay là, để ta mặc giúp cho công chúa. Cút. Không ổn rồi, chúng ta đã hợp tác với Long Bàng. Thiên địa hội sẽ đàn áp Đông Chu. Ta là người đứng đầu thiên địa hội, giám sát tất cả các thương gia. Không kẻ nào dám động tới ta cả. Đông Chu dám giao việc kinh doanh lớn cho Long An người. Ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không? Ồ, có nghĩa là gì vậy? Hậu họa đấy. Ta nói người nghe. Hoặc là, ta cắt đứt hợp tác với Long Ân người. Hoặc là, Tam Quốc Nam Lượng Tây Hạ Bắc Man hợp lực tấn công ngươi. Ngươi chọn gì? Thiên địa hội vẫn độc đoán như ngày nào? Mặc dù thiên địa hội của ngươi có thể giải quyết các vấn đề lớn của thiên hạ. Nhưng chỉ trong một thời gian, làm sao ta có thể sợ Tam Quốc đến tấn công ta chứ? Cửu cung không vào Tam Quốc rút lui. Nó phải là, ây, đánh bại cuộc tấn công của thiên địa hội. Tiểu Long Tử, à, đúng là không còn gì để nói nữa rồi. Có thể nói chuyện, chỉ có hợp tác giữa Đông Chu và Long Bàng thực hiện trước đó. Ngươi sẽ mất tiếng nói nếu họ biết ngươi tiết lộ thông tin. Ý ngươi là gì thế? Ngươi đang chơi ta à? Này, họ không thể giao việc kinh doanh cho người. Không có nghĩa là hết cơ hội phải không? Ây, dô. Ngươi đang nói về mẫu quần áo này. Không tệ không tệ, quần áo này được gọi là áo cách tân dưới là giày cao gót. Phụ nữ mặc vào thì đúng là hết nước chấm. Này còn nhiều nữa. Ây dô, kỳ tích kỳ tích. Ha ha, đại nhân, nói, thuộc hạ đã điều tra cả rồi.
người điều tra như thế nào? Tiểu Long Tử đã bán vài sản phẩm mới trong 2 ngày qua. Mua hơn 500 vạn lạng bạc. Ngươi nói bao nhiêu cơ? Hơn 500 triệu lạng bạc. Nhanh hơn ăn cướp. Đó là cách kiếm tiền. Hiện tại cả kinh thành đều mua điên đảo. Ái chà. Bí ẩn kiếm tiền này, mà rơi vào tay của ta, thì đúng là hổ ngồi trên máy bay. Ngươi. Mau tìm cách, phải đánh cắp được công thức đấy về đây. Vâng đại nhân, thuộc hạ sẽ triển khai ngay. Nếu muốn tăng thu nhập phải tiếp tục cho ra mắt sản phẩm mới. Thời gian này, chỉ cần làm xà phòng. Phát minh mới, lần này nó được gọi là xà phòng. Sản phẩm này tốt lắm. Phát minh mới của người chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng hôm nay đã muộn rồi, nghỉ thôi mai làm tiếp. Ồ, sẽ sớm ổn thôi. Ngươi không muốn biết hôm nay ta mặc màu gì à? Đen ư? Hay vẫn màu tím, không nói với ngươi đâu. Muội không nói với ta, vậy ta sẽ tự tìm hiểu nó. Ây, tiểu long tử, không ổn rồi. Dậy mau đi, có chuyện gì vậy? Thật thiếu ý thức quá đi. Đêm qua ta không ngủ nổi. Bây giờ đừng gọi lại làm phiền. Thực sự khẩn cấp, có chuyện gì vậy? Không phải ngươi đang biết công thức xà phòng tối qua sao? Không biết tại sao? Hôm nay, một số cửa hàng của Lý Cảnh Hào đã mở bán. Xà phòng nóng, nghe nói dùng để giặt quần áo tắm rửa đều có tác dụng thần kỳ. Chuẩn rồi. Đây là xà phòng của ta, cái gì cơ? Muội nói là gia đình Lý ư, đó là cửa hàng của nhà Lý. Đã có trộm rồi, ngươi đang nói rằng họ đã đánh cắp công thức của ngươi. Đúng vậy, công thức trên bàn chắc đã mất rồi. Thực sự đã biến mất, chắc họ đã ăn cắp nó đêm qua. Giá bán thế nào? Chỉ một lạng bạc, mẹ kiếp đen quá đi chứ. Hãy gọi người nuôi chó đến để ta giải quyết việc cần làm. Ta để họ ăn cắp đồ của ta, để họ không ăn cắp được hoặc chết. Khoa, review. Ây, dô, ha ha, tên thái giám khốn kiếp. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Không ngờ chỉ trong một ngày đã kiếm được hàng chục ngàn lượng bạc. Không được, còn lại mấy công thức nữa. Ta phải lấy nó, đại nhân, không ổn rồi. Có gì mà hoảng hốt thế? Nói, có một loại sản phẩm xuất hiện tốt hơn xà phòng, là xà bông, nó không chỉ khử trùng, và nó có mùi thơm. Xà phòng của chúng ta không thể bán được, tên thái giám chết tiệt đây chắc chắn là do hắn làm ra. Tại sao lại nhanh như vậy chứ? Dám lừa ta à? Phải rồi, hãy giảm giá. Không, đại nhân, giá xà bông của họ bằng một nửa giá của chúng ta. Nếu chúng ta định bán, nó phải rẻ hơn những gì hắn ta bán, nhưng theo cách này, chúng ta sẽ mất tiền. Tên thái giám chết tiệt này, tất cả hàng hóa đều không thể bán được, hiện tại là như vậy ạ. Không được, ta vừa đổ vào 30 vạn liền, làm thế nào để lấy lại nếu như ta không bán được hàng chứ? Giảm giá, lỗ cũng bán. Mau lấy lại tiền của ta, vâng, thuộc hạ triển khai ngay. Tên thái giám chết tiệt. Dám chơi ta à, trong vài ngày tới, Nam Lương sẽ đánh chiếm thành Lâm Giang. Ngươi chắc chắn sẽ đi. Long Thừa Ân, ngân khố thâm hụt 700 vạn lượng, ngươi đã làm bù đắp chỉ trong 10 ngày. Ngươi đóng góp không hề nhỏ, bệ hạ đây là điều mà vi thần nên làm, tiểu long tử nếu ngươi không phải là một thái giám, thì bổn công chúa đây cũng đã chọn làm phò mã, thật không, đâu dễ thế, muốn làm phò mã của ta, tài năng thôi là chưa đủ, được rồi, đừng đùa nữa. Nam Lương đã phát lệnh đánh chiếm thành Lâm Giang, hắn ta đã lệnh cho thượng quan Túy chỉ huy 40 vạn quân. Tiến quân tới các mỏ đá gần thành Lâm Giang, ta gọi các người đến là để nghe ý kiến từ các người. 40 vạn quân quả không phải dễ dàng. Nam Lương cường sinh, lần trước ta chưa hề làm hao tổn quân đó. Lâm Giang hiện chưa có tướng. Ta định đưa các ngươi đến bảo vệ Lâm Giang thành. Mẫu hậu, nhi thần một lòng dẫn quân ra trận. Long Thừa Ân, người thì sao? Bệ hạ, thần sẽ lập công lớn, lần này nhất định sẽ khải hoàn trở về. Tốt. Sao rồi, tình hình dạo này thế nào? Đại nhân, tứ công chúa và Long Thừa Ân đã đến thành Lâm Giang. Ai là người phụ trách ở thành Lâm Giang? Thủy Hàn đảm nhận vị trí thủ quân cửa Nam. Ngươi phải liên lạc với hắn ta, hắn sẽ không chịu được tin tức khi có kẻ tới chiếm. Rõ. Và cái chết của hắn và tên thái giám chết tiệt đó sẽ do công chúa chịu tội. Ây. Mẫu hậu, nhi thần thật may mắn. Nhi thần đã nghe theo lời mẫu hậu, tấn công thành Cảng Sâm nhằm cắt đứt đường lui của quân địch. 40 vạn quân của thượng quan Tú đã bị xóa sổ. Hoàn toàn chiến thắng trong trận này. Đứng lên đi, sau trận này, Nam Lương sẽ không còn sức để chiến đấu với Bắc Tân. Long Thừa Ân lần này góp công lớn, hãy có phần thưởng xứng đáng. Tạ bệ hạ, bệ hạ, Long Thừa Ân đã lập công gì? Tất cả chỉ là lời nói của tứ công chúa, tất cả quân sĩ đều biết điều đó. Chiến thắng lần này đều là do kế sách của Long Thừa Ân. Ây, Bạch đại nhân, nghe nói Ân muốn gả con gái cho Lý Cảnh Hào. Kết quả thế nào thì mọi người vẫn chưa thấy, làm sao mà sáng ra đã, muốn đối đầu với hoàng thượng. Khốn kiếp, vi thần trung thành và không bao giờ thiên vị, thần đã nghe nói Điếu Ngư Thần là thủ lĩnh của Đại Tẩu Sơn. Mọi thứ đều rất xa hoa.
Vi thần cũng yêu cầu tứ công chúa giải thích trước triều. Tướng Thủy Hãn xông trận giết giặc trọng thương chết, có vấn đề gì sao? Ta lại nghe nói Thủy Hàn tướng quân bị ngươi bắt giam. Sau đó chết, bệ hạ, tướng quân Thủy Hàn đã bị sát hại bởi một kẻ phản bội. Xin bệ hạ hãy điều tra cặn kẽ sự thật, trả lại công lý cho tướng Thủy Hàn. Xin bệ hạ ân chuẩn. Được rồi, bộ binh thư Bạch Thu Luyện và hình bộ điều tra vụ án này. Mẫu hậu, bãi triều đi. Hừ, nghe nói tứ công chúa và Long Thừa Ân đã chơi trò giả chết. Tên thượng quan Tú đúng là kẻ vô dụng, không phòng thân như vậy mà cũng làm không xong. Thiếu gia không ổn rồi, thiếu gia, có chuyện gì mà người cứ hoảng hốt vậy? Thiếu gia, bệ hạ đã lệnh cho bộ binh và hình bộ điều tra về cái chết của Thủy Hàn. Điên rồi sao, dám đối đầu với nhà ta à? Bộ binh muốn điều tra riêng về vụ án này. Bà ta có bị bệnh không vậy? Tự dưng dừng mơ thế không biết. Không được. Nếu phát hiện ra là do ta, thì ta xong đời rồi. Ta phải viết thư cho phụ vương, để phụ vương quay về mới kịp được. Mười nước. Các ngươi đang làm gì thế? Công chúa chúng tôi đang chơi bài. Nó vui lắm, mấy giờ rồi mà vẫn còn chơi hả tiểu long tử? Công chúa lại chơi luôn đi, ai thua thì lột đồ cho vui. Tốt vậy thì ta không cần lo lắng nữa rồi. Ta nên để hắn dạy dỗ ngươi để ngươi biết thế nào là mùi đời. Cứ kệ hắn ta đi chứ, động vào làm gì? Ta không khiêu khích hắn ta. Hắn cũng sắp gặp ngươi rồi đó. Ngươi đã chiếm vị trí thượng thư của con trai hắn ta. Hắn ta sẽ trở lại vào ngày mai. Hãy xem cách hắn ta xử ngươi thế nào. Hừ, ta đâu có biết sợ gì chứ. Nước đến thì cắt tre. Một quân tốt đã mất trong tay của ngươi. Dù vẫn còn rất nhiều. Nhờ con mà ta giờ không biết đang ở tầm cao nào đây. Tất cả là do tên thái giám chết tiệt Long Thừa Ân. Phụ vương, giờ ta cũng có rất nhiều tiền trong ngân khố. Chỉ cần ta giết được tên Long Thừa Ân, ta sẽ tìm người mới để quản lý hộ bộ. Sau đó, chúng ta muốn có bao nhiêu cũng được. Cũng đúng, phải nhiều hơn. Đại tướng quân tới gặp ta à? Ngươi là Long Thừa Ân. Đúng vậy, ta là người được bệ hạ ban tặng chức thượng thư. Hộ bộ Long Tổng quản Long Thừa Ân. Ây da, một tên thái giám thấp hèn. Sao mà lên được giới thượng lưu? Nói gì cơ, bệ hạ giá lâm. Ây! Khởi bẩm bệ hạ, vụ giết tướng Thủy Hàn, phi thần thực sự nghi ngờ rằng nó có liên quan đến Long Tổng quản. Bệ hạ, Bạch Thu Nguyệt hèn hạ chỉ có thể nghe lời đại tướng quân. Ngậm máu phun người, nên lôi ra ngoài cho nhanh. Ngươi đừng có mà nói bậy tiểu thái giám. Bệ hạ, Long Thừa Ân đã cố gắng ngăn chặn việc điều tra vụ án này. Thần cho rằng hắn ta không thể thoát được vụ án này. Mong bệ hạ xét hỏi nghiêm minh. Thưa bệ hạ, Long Thừa Ân là kẻ khả nghi nhất trong chuyện này. Cắt chức hắn ta và điều tra vụ này, khôi phục chức thượng thư hộ bộ cho Cảnh Háo. Không có bằng chứng, tại sao gác lại cuộc điều tra? Bệ hạ, vi thần sẵn lòng thôi chức. Hắn chịu từ chức ư, lạ đây. Long Thừa Ân, ngươi điên rồi. Ây dô, tại sao lại đưa lại vị trí đó cho cái tên bất tài Lý Cảnh Háo? Hê hê, ngồi, ta đâu phải người chịu thiệt đâu. Nào, làm chén trà nào. Sao nào, ngươi có kế hoạch gì à? Lý Cảnh Hào thực lực mạnh, không thể hạ được trong một phát. Sau đó, tới lượt Thu Nguyệt, ngươi đã gài bẫy mộ phù thủy giả đó. Người không thấy hắn đi ngàn dặm để xử ta nhưng ta vẫn không chết đó à? Lần này không chết phải thưởng cho ta đó. Công chúa định thưởng gì? Vậy ta thưởng ngươi một buổi mát xoa cho bản cung đi. Ây dô! Ha ha, không ngờ, ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa rồi đây. Cung chúc Lý đại nhân, ngươi là ai? Người của ta đâu cả rồi? Thiếu gia, toàn bộ người của ngài đều bị Long Thừa Ân xử lý hết cả rồi. Đây chắc là cấp dưới của hắn, ta không quan tâm về mấy cái việc vớ vẩn đó. Biến đi. Ây da! Tên thái giám chết tiệt này khá đấy, không chỉ bù đắp ngân sách, còn thêm hơn 900 vạn lượng bạc. Được lắm, đến kho xem thử xem nào. Rõ! Đại nhân không ổn rồi, không có tiền trong kho. Tất cả đều tên thái giám Long Thừa Ân bỏ vào ngẫn khố rồi. Cái gì cơ, hắn chỉ coi ta là một tên trông kho thôi à? Khởi bẩm bệ hạ, hôm qua đã cho khám nghiệm tử thi, xương ức của tướng quân Thủy Hàn có dấu vết bị dao sắc đâm. Khẳng định tướng Thủy Hàn bị gươm sắc đâm xuyên tim mà chết. Hôm đó tại thành Lâm Giang, có người nhìn thấy tứ công chúa đưa Thủy Hàn đến nơi vắng vẻ. Sau đó Thủy Hàn đã tử vong một cách bất thường. Vì vậy tứ công chúa là người đã giết Thủy Hàn. Long Thừa Ân là đồng phạm, đại tướng quân ta là vì lợi ích của ông. Cũng là vì lợi ích của Đông Chu, nhưng ông cứ ép buộc ta. Ngươi có ý gì? Tướng Thủy Hàn không chết trong trận chiến, nhưng lại bị hành quyết. Long Thừa Ân, sao lại vậy? Tại sao ta lại không biết? Long Thừa Ân, ngươi được lắm, dám treo cổ tướng Thủy Hàn,
Bệ hạ hãy giết tên nghịch tặc này. Vị tướng biết rõ điều này nhất. Đại tướng quân, người thấy thế nào? Vì Thủy Hàn đã câu kết với kẻ thù, người đã ra lệnh cho Thủy Hàn làm gián điệp chính là Cảnh Hào. Đây là mật thư Cảnh Hào gửi cho Thủy Hàn, đem lên đây. Vì Thủy Hàn đã tiết lộ sơ đồ bố trí quân đội cho Nam Lương. Kết quả là Nam Lương đã chọc thủng cửa Tây. Bệ hạ phải xử tử hắn ta. Khốn nạn, ngươi chết dưới tay ta. Tiền Liệt, Trình Tiền Liệt, ngươi làm trò gì vậy? Bệ hạ, thần có chút mất kiểm soát, xin bệ hạ thứ lỗi cho thần. Ngươi muốn giết người diệt khẩu à? Toàn là những chuyện nhảm nhí, hoàn toàn vu khống, không có đủ bằng chứng. Không thì đưa nhân chứng ra xem. Ngươi nghĩ rằng ta không có bằng chứng ư? Người đâu, mang nhân chứng lên. Tham kiến bệ hạ, đây là Thần Hồng, người hầu luôn đi bên Thủy Hàn. Chính người này đã đích thân giao kế hoạch bố trí phòng thủ cho Thượng Quan Tú. Vi thần tham kiến bệ hạ. Thần Hồng, khai thật đi, trước khi tứ công chúa đến Thành Lâm Giang, tướng quân Thủy Hàn nhận được một lá thư bí mật từ đại tướng quân, yêu cầu gửi bản đồ phòng tuyến đến Thượng Quan Tú. Vi thần thấy tội lỗi nên xin tới khai báo. Khởi bẩm bệ hạ, Thần Hồng đang nói nhảm, vi thần không hề làm chuyện đó. Vậy thì ai làm? Là Lý Cảnh Hào. Ta hiểu rồi, ta nói rồi, đại tướng quân luôn trung thành với đất nước, làm sao có thể thông đồng với địch mà nổi loạn? Vì Lý Hào đã làm điều đó, vậy hình phạt với Lý Hào, ngươi định xử lý thế nào? Cảnh Hào, câu kết và phản bội, tội đáng chết. Cảnh Hào thông đồng với địch phản bội đất nước, trảm không tha. Bệ hạ, vi thần sai rồi, bệ hạ hãy tha thứ cho thần, thần đã sai rồi. Hừ, bệ hạ, vi thần có chuyện muốn bẩm báo. Nói, vi thần tố cáo bộ binh thư Bạch Thu Liệt tham ô ngân khố, âm thầm gây bè kết phái tạo lực lượng quân binh riêng. Thật ư, tham ô ngân khố của bộ binh 500 vạn lượng bạc, hàng ngàn binh sĩ. Người đâu, bệ hạ, đây là dã tâm của Long Thừa Ân. Bệ hạ, vi thần sai rồi, tướng quân cứu cứu tôi với, Long Thừa Ân, ta sẽ không quên mối thù này. Đại tướng quân, ây! Ngươi còn gì bẩm báo nữa không? Bãi, chiều, hừ. Cả cuộc đời này ta chưa phải chịu mất mát thế này. Tay ta chém người vô kể, con trai à. Để con rơi vào tay tên tiểu thái giám này thật đáng tiếc. Ta sẽ giết hắn báo thù. Không đội trời chung. Chúng ta hãy giết tên Long Thừa Ân này luôn đi. Hiện tại ta đang bị bệ hạ dõi theo. Giết hắn vào lúc này, chắc chắn sẽ biết ai gây ra. Đại tướng quân, báo thù, nhất định phải báo thù. Bắt hắn, trả gấp 10, gấp 100. Ây, Long Thừa Ân, hôm nay ngươi đã làm rất tốt, đều do ơn của bệ hạ. Hắn ta thậm chí không thể bảo vệ con trai mình. Bây giờ những tên quan câu kết với Trình Tiên, không ai dám dựa vào hắn ta. Ây, trường hợp của Nhược Nhã và Bạch Thu Liệt sẽ được giao cho con. Hắn đã giúp đỡ những kẻ bất lương trong nhiều năm, ta đã chịu đựng hắn ta trong một thời gian dài. Vâng mẫu hậu, Long Thừa Ân, hôm nay tại triều ngươi đã nhận cú đấm mạnh, sẽ bị bầm tím đó. Cầm lọ thuốc này về bôi đi, tạ bệ hạ ân điển. Ây, hôm nay quá nguy hiểm, từ giờ trở đi ngươi không được phép lao về phía trước như thế. Ngươi nhớ chưa, ta muốn có lệnh bài để xài quá, nhưng nó chỉ dành cho tướng cấp cao. Hừ, phải có đại tướng tiên phong, ngươi là thái giám, không thể sử dụng lệnh cảnh thiên. Nhưng ta không thể để người khác bắt nạt công chúa. Đáng ghét. Long Thừa Ân, có phát minh mới nào rồi? Bệ hạ, người biết cái này không? Ây! Pha lê ư? Ngươi lấy đâu ra một kho báu vô giá như vậy? Này bệ hạ, đây không phải pha lê mà là ly thủy tinh do vi thần làm. Thật là một phép lạ. Nhưng những thứ này cũng chỉ hào nhoáng chứ không có giá trị gì. Lãng phí tiền bạc, ấy, vi thần đang cố gắng giúp bệ hạ mở rộng tài sản. Có thể làm được 1.000 cái ly này trong một ngày. Một cái bán 10 lượng, thử tính xem được bao nhiêu? 100.000 lượng, này, vậy ngươi có nghĩ rằng đây là một sự lãng phí không? Thế này thì sao có thể gọi là lãng phí được chứ? Hoàn toàn tốt quá rồi, có vẻ như ta đã nhìn nhầm, ta cho phép người thực hiện nó luôn. À thưa bệ hạ, vi thần cũng đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho người. Quà à? Ây, ta. Long Thừa Ân, là ai thế? Tại sao lại bị phong ấn trong đó? Này bệ hạ, cái này gọi là gương. Trong đó là hình ảnh của người đó. Ngoại hình của ta. Quá chi tiết và chân thực, hóa ra là ta.
Trông như thế này, bệ hạ thật xinh đẹp, là người phụ nữ đẹp nhất thiên hạ, vi thần đặc biệt làm một chiếc gương cho người, để người có thể thấy bản thân thường xuyên, thường. Một vạn lượng vàng, vải lụa và thực phẩm, đa tạ bệ hạ, tiểu long tử thực sự tuyệt vời, thông minh và dũng cảm, đặc biệt với phát minh về gương, thật ngạc nhiên quá, lần đầu tiên thuộc hạ được biết mình trông như thế nào. Cái gương này công nhận tốt, ta phải bảo hắn làm cho ta một cái lớn hơn, nó phải tốt như ta vậy. Ây, tiểu long tử là đàn ông thì có phải tốt hơn không? Nếu hắn là một người đàn ông, ta sẽ giết hắn ngay lần đầu gặp mặt, đó cũng là tính cách của người mặc công chúa. Xong cắt hắn ta thành từng mảnh, thuốc bảo ngươi tìm thế nào rồi? Không có, các quầy thuốc nói thuốc này cực hiếm, để kiếm được không phải dễ. Tại sao công chúa muốn một loại thuốc kỳ lạ như vậy? Tiểu long tử là thái giám, võ thuật muốn nâng cao, thì phải tìm lại cảm giác đó. Ra là vậy, đều có lý do cả. Hóa ra đó là một loại thuốc tái tạo. Công chúa, người từng nói trước tiên phải thịt hắn xong mới giết. Người thực sự muốn vậy ư? Người biết gì mà lắm lời thế hả? Người mà nói nữa là ta xé toạc miệng ngươi ra đó. Dạ, ây, người đang chém gió gì mà vui thế? Liên quan gì mà hỏi? Công chúa, ta nghe nói Bạch Thu Liệt sáng nay đã bị trảm ở khu chợ rau à? Ừ, ta đã ra lệnh xử, bà ta đã lòi ra một đội quân lớn. Toàn quân trống rỗng, hầu hết tất cả đều lo sợ, không còn tác dụng gì nữa rồi. Còn về vấn đề đề của Trình Tiền Liệt, vẫn phải từ từ, không dễ ăn đâu. Kể cả có lệnh bài trong tay, cũng không dễ dàng gì mà hạ gục được hắn ta. Vào thời Tây Tấn, hắn ta chỉ huy một trong ba đạo quân lớn với 30 vạn quân. Tiềm ẩn một mối nguy hiểm lớn. Thuộc hạ bái kiến tứ công chúa, bái kiến Long Đại Nhân, ngươi đến đúng lúc lắm. Long tướng quân, ta muốn ngươi tập hợp một đội quân, để có thể chiêu binh mãi mãi. Long tướng quân, có phải cuối cùng chúng ta đã có sức mạnh của riêng mình? Tạm thời bị cắt lãnh thổ ta sẽ giữ riêng phần đất. Từ nay ta làm thái giám Tây Cung, đội quân này lấy tên là Tây Thành. Ta cho ngươi hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là theo dõi tình hình của Trình Tiền Liệt. Thứ hai, truyền bá sức mạnh của Tây Thành cho triều đại Đông Chu và thậm chí cả triều Nam Lương. Không cần lo lắng đến tiền bạc, ta không thiếu tiền. Rõ, Long tướng quân, thuộc hạ sẽ triển khai ngay. Xuân Nhi à, những thứ này là sao đây, không có hướng dẫn sử dụng à? Đây là phát minh mới của Long Thừa Ân sao? Vâng thưa công chúa, nhưng tiểu long tử hôm nay thật bí ẩn làm sao? Tôi cũng không biết mấy cái thứ này là gì nữa. Ây, nó thơm thật đấy, màu cũng đẹp nữa. Có thể đó là những chiếc bánh hắn ta làm. Công chúa, cái này không ăn được. Thế thì đây là cái gì vậy? Cái này gọi là son dưỡng môi, thoa lên môi để tránh môi nứt nẻ. Được, để bổn cung thử. Ây da, cái này gọi là kem ánh trăng, thoa đều lên da để làm sáng da. Cái này cũng là của ta luôn. Nàng cũng có, đây chỉ là hàng mẫu, ngày mai mới cho ra hàng sử dụng. Công chúa, những cái này cũng phải bẩm báo cho bệ hạ và nhất công chúa nhỉ. Chà, tên thái giám chết tiệt, ngươi cũng ong bướm ghê. Làm sao ngươi dám nói với chị cả về những thứ tốt thế này? Không lẽ ngươi đã nhận tiền từ chị ấy rồi sao? Ăn chơi quá rồi đó. Hợ, đau quá, đau quá, đau luôn. Ây! Tướng quân! Ngươi đã tìm thấy người mà ta cần chưa? Khởi bẩm tướng quân, chúa tể nhìn mặt đã đồng ý. Ha ha! Đưa cái này cho chúa tể nhìn mặt. Tướng quân, đây là gì vậy? Đây là ô hoài dương, một loại độc lạ ở Tây Vực. Ai dính phải thì vô phương cứu chữa. Không tìm thấy dấu vết ngộ độc người đó chết, kỹ năng cải trang của hắn cho dù là thần thánh cũng không thể nhận ra. Hãy để hắn ta cải trang thành thuộc hạ của Long Thừa Ân. Hoàng thượng cũng không thể lần ra được. Chúc mừng đại tướng quân, đã trả được mối thù này. Đi làm đi, rõ, nhân tiện kiếm 10 em chân dài. Ta muốn vui vẻ hết mình. Rõ, thuộc hạ sẽ sắp xếp ngay và luôn. Ây da, ta đã hoàn thành công việc và đã quay lại nhanh rồi đây. Đại nhân để ta đi làm nốt việc xong sẽ quay lại sớm thôi. Ây, sao đột nhiên gọi ta là đại nhân, nghe phân biệt vậy. Vậy phải gọi là gì mới được đây, phải hơn cả như thế chứ. Suốt ngày gọi ta là tiểu long tử tiểu thái giám, đêm nay nàng gọi, ta sẽ là ca ca tốt của muội. Hừ, tiểu long tử ca ca tốt là sao? Ây da, lại còn trả vờ nữa nào, tới bóp vai cho ta nào. Như thế đủ chưa, ai ra, nhấn một lúc nữa đi, đã quá cơ, người ta đang đau tay đấy. Chúng ta uống một tách trà trước nhé. Phải rồi, làm chén trà đã nào. Hừ. Đây, uống chén trà. Không đúng, sao sao, có chuyện gì vậy? Cách làm không đúng, phải làm thế này. Người đi hơi xa rồi đấy, hôm nay muội lạ thật đấy.
Hừ, nàng thích mặc màu gì? Màu đỏ, vớ vẩn, ta thích nàng mặc màu tím. Ta đã trở lại rồi đây. Bắt hắn lại. Ngươi từ đâu chui ra vậy? Chết tiệt, để hắn chạy thoát dễ dàng. Người đó là ai vậy nhỉ? Tại sao lại giống muội tới vậy? Người đó đã làm gì ngươi chưa? Ta không làm gì cả. Thôi xong, hắn ta định cho ta uống trà. Hừ, đây là ám sát. Ta đâu có thù oán với ai đâu nhỉ? Không lẽ là người ta đang nghĩ đến? Đây có phải là chúa tể nghìn mặt không hả? Bảo hắn biến ngay đi. Đại tướng quân bị bại lộ cả rồi. Tên thái giám Long Thừa Ân đã phát hiện ra. Có lẽ hoàng thượng cũng phát hiện ra rồi. Xử ngay cái tên ngàn mặt đó cho ta. Cho hắn khỏi thấy mặt trời đi. Vâng, thuộc hạ sẽ làm ngay. Thời gian này đừng bỏ sót con kiến nào. Hãy làm cho cẩn thận chút. Thuộc hạ hiểu rồi. Có tin khẩn cần bẩm báo. Từ đâu đưa đây? Đây. A. À, có chuyện gì vậy? Bệ hạ, đây là thư khẩn cấp từ huyện Trấn Hải. Đưa đây. Tại sao Trấn Hải bị Hải Khẩu chiếm giữ? Ba đai và một vua chiên. Ha ha, công chúa, người lại thắng nữa rồi. Trình độ của người khá lên rồi đó. Đêm qua ta đã nhận được thư từ Trấn Hải. Hải Khẩu đã tấn công và chiếm được Trấn Hải. Giết hàng chục ngàn binh lính và thường dân. Tiền tướng quân đã báo động. Cái gì cơ? Những tay cướp biển lại tấn công. Bọn cướp biển này thường xuyên hoành hành trên bờ biển cướp phá và giết người. Lần này chúng tấn công và chiếm được Trấn Hải. Các vị tướng tài giỏi của ta. Ta muốn chọn một vị tướng giỏi có thể tiêu diệt hải tặc. Liệu ai có thể xung phong? Hải tặc này chắc giống hải tặc Nhật Bản kiếp trước. Hoàn toàn là bọn khó ăn đây. Hừ, nhi thần sẵn sàng lên đường. Để đánh tan bọn hải tặc này. Hiện nay, binh mã Nam Lương đang có biến động. Ta hy vọng con có thể ở lại thành Lâm Giang để bảo vệ. Ây, bệ hạ, như thế có phải quá nhu nhược với bọn hải tặc không? Nếu để đại tướng quân ra trận, chắc chắn sẽ là một trận quyết định. A, à, khởi bẩm bệ hạ, Phật quan đã đưa thư đến, báo có thể bị tấn công. Vi thần yêu cầu được lập tức đến Phật quan để bảo vệ. Để phòng tránh bất trắc. Chuẩn, vi thần lãnh chỉ, người phụ nữ này đang nghĩ gì vậy? Sao dám để ta quay lại Phật quan? Lạ nhỉ, may mà có 20 vạn quân trong tay, ta mới thật sự tự do và bơi ra biển lớn. Trời cao cho phép chim bay. Long Ái Khanh, ngươi có ý kiến gì không? Bệ hạ, vi thần không hiểu biết gì về biển cả, e rằng khó có thể đảm nhận nhiệm vụ dũng cảm như vậy. Nhưng, vi thần có thể giới thiệu một tướng giỏi, người cầm binh của Long gia là Tiêu Kỳ Hiểu. Không biết dùng đao kiếm sao có thể ra trận. Bệ hạ, Tiêu Kỳ Hiểu phục vụ trong Long gia, có thể lãnh đạo quân đội để chống lại những tên cướp biển. Thật vậy ư, vậy hãy để hắn ta đi. Nhưng bây giờ Tây Hạ và Nam Lương đều đang lăm le. Ta chỉ có thể cho hắn ta 1.000 quân. 1.000 ư, mẫu hậu, 1.000 có phải ít quá không? Hải Khẩu có cả vài vạn quân. Hiện nay trong triều đình lực lượng quân đội đã rất hạn chế. Ta cho phép tuyển quân tại chỗ. Bệ hạ thật sáng suốt. Phong Tiêu Kỳ Hiểu là tướng quân trấn giặc, lập tức cầm quân ra trận. Ngoài ra, Long Thừa Ân sẽ sẵn sàng cho việc bảo vệ kinh thành. Ngươi hãy làm tốt trọng trách đó nhé. Long tướng quân, người đánh giá tại hạ cao quá. Làm sao tại hạ đấu lại quân cướp biển chỉ với 1.000 quân chứ? Yên tâm đi, bệ hạ đã cho phép ngươi tuyển quân tại chỗ. Cướp biển hàng vạn quân liền, thật khó để tuyển được số lượng lớn đến vậy. Hứ hứ, yên tâm đi, nếu ngươi còn chậm chân thì hậu quả khó lường đó. Chúng ta sẽ có được một đội quân và ngựa chiến. Ngươi phụ trách tuyển quân, trước mắt ngươi cần tuyển cho ta 10 vạn quân. 10 vạn? Chắc đùa, tướng quân. Ngươi đang đùa tôi à? Giải thích thế nào với bệ hạ về điều đó đây? Nếu ta không nói số lượng, thì cũng đâu có ai hỏi ta về vấn đề đó chứ, phải không? Với lại ta lại có một vũ khí bí mật, có thể giúp ngươi hạ gục những tên cướp biển, chiến thắng trở về bình an vô sự. Vũ khí bí mật gì vậy? Theo ta nào. Ây, mang hết hàng lên đây. Đây là những phần bột từ quá trình làm than tổ ong. Ta đã giữ lại từ quá trình làm ra nó. Ngươi đã bắt kịp rồi đó. Làm gì với đống than này chứ? Có thể chế tạo ra vũ khí bí mật, nhựa than đá dễ cháy và không thể phá hủy trong nước. Miễn là thứ này được đặt trên thuyền Hải Khẩu, bọn chúng sẽ chỉ biết bất lực nhìn thuyền biến thành những đống lửa khổng lồ thôi. Long tướng quân, nhựa than đá này thực sự vi diệu, nhưng những thứ này có thể cháy được ư? Ha ha, hỏa lực mạnh chưa? Chà, hỏa lực thật bùng nổ, miễn là nó được đặt trên những con thuyền đó. Nhưng, làm thế nào mà có thể đưa những âm thứ này lên thuyền của bọn chúng? Này anh bạn ơi, sử dụng bộ não của ngươi đi, đất nước ta có rất nhiều tài nguyên. Tướng quân, trong binh thư ngài soạn không có ghi, đưa vào trận chiến, này đừng quá ngu ngốc, chỉ cần đánh cháy các điểm đã vạch ra, các thanh kiếm chạm nhau trên mạn thuyền, nó sẽ phát thành các tia đánh lửa. Long tướng quân, người như một vị thần,
Những tên cướp biển này không đáng nhắc đến. Đi ra, mang thêm nhựa than đá và đưa những thứ này lên thuyền. Sau đó, không cần phải chiến đấu với bọn chúng làm gì. Không tốn một tí sức nào, lại nhẹ nhàng. Thật quá dễ dàng phải cô. Long tướng quân, hạ thần cho triển khai ngay. Đi đi, bệ hạ lệnh cho ngươi lập khởi hành. Vâng, Long tướng quân. Ba heo và một vua chiên. Một vua, chặt ngay, ha ha, công chúa lại thắng nữa rồi. Trình độ của người lên tay rồi đó. Này này, chơi đi chơi lại không thấy chán à? Không ai nói cho mọi người sao? Trò này phải ba người chơi. Ta biết rồi, nhiều người chơi không bằng công chúa nên không dám chơi cùng chúng ta. Ta là người chơi tốt nhất rồi, không lẽ còn ai hơn được ta? Như nhau cả thôi, có gì đâu. Vào làm ván thì biết ngay. Nào, vậy thì ta sẽ cho mọi người thú vui khác. Ây, cái này là cái gì? Đây được gọi là mặt trược và sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán nữa. Dạy chúng ta làm thế nào để chơi đi. Cái này gọi là cơm. Khoa, review, kinh thành đã không còn an toàn. Mỗi lần trở lại chỉ có 3.700 quân, kinh thành chỉ còn khoảng 10 vạn quân. Nếu muốn giết ta, điều đó đâu khó gì. Nếu không thì, hừ, ta sẽ đóng quân ở đâu? Nằm chờ chết sao? Đại tướng quân, lần này ở vùng núi Phật Quan, dù sao cũng không thể thay đổi được gì nữa. Chiều nay sẽ khởi hành, đến Ngọc Phật Quan, ngươi hãy sắp xếp xử lý tên Long Thừa Ân, phải thành công không được phép thất bại. Rõ, tuân lệnh. Ây, đại nhân, những ngày này có tin đồn ở kinh thành, có một cô gái kỳ lạ đang ở lầu xanh hội, không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng, nhiều giai nhân ở kinh thành không phải là đối thủ của cô ấy. Có vẻ như ta phải xả giận cho các tài tử ở Đông Chu rồi. Ta sẽ ra ngoài vào đêm nay. À, tại sao trong cung có nhiều mỹ nữ rồi mà lại còn đi gặp à ta? Ây! Ngươi có ý kiến gì với ta vậy chứ? Ta là một hoạn quan, ta sẽ làm gì được đây? Ta không phải là người muốn kết hôn với giới trẻ. Ta sẽ chiến đấu cho Đông Chu, vì bộ mặt của Đông Chu. Mau, lấy cho ta một bộ đồ đẹp. Cái đó, vậy ta sẽ đi theo ngươi. Xem nếu ngươi có làm điều gì xấu xa. Này đừng lo lắng, ta sẽ trở lại vào sáng mai. Đừng có nói gì với công chúa. Ây! Đúng là nhà chứa tốt nhất. Đúng là một vùng đất thánh. Công tử lần đầu tới đây sao? Phải nói là sao nhỉ? Tại hạ Huỳnh Hồng Thiên nghe nói về cô gái Thanh Lam có nhiều tài năng. Hôm nay đặc biệt đến để xin thỉnh giáo. Để cho công tử biết sự thật, công tử cần ngâm thơ mới có tư cách thỉnh giáo ta. Thơ là một cuốn sách hay. Rút dao chém nước, nước càng chảy. Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu. Người sống ở đời không được như ý. Sớm mai rũ tóc xuôi. Thuyền bên sông, công tử thật văn chương. Thanh Lam cô nương, ta có thể thỉnh giáo cô nương rồi chứ? Ây, hừ, không biết có chương trình gì vậy? Có chú chó dám thách thức. Thanh Lam cô nương, không biết anh bạn mập này là ai? Ngươi thậm chí còn không biết ta. Đừng tự thấy xấu hổ khi ở đây. Ngươi nên đi đi, Hoàng công tử. Đây là đại công tử của nhà Kim Triều. Công tử cũng là một tài tử nổi tiếng ở kinh thành này. Lý công tử, vậy mà kẻ hèn mọn lại tới đây làm gì? Mọi thứ tầm thường có thể bị lãng quên. Sao nào, có muốn làm trận đấu tí không? Nếu ngươi đánh bại ta, ta không còn gì để nói. Ta đã viết một bài thơ, chỉ cần nghe ta ngâm thôi. Không cần, ta sẽ làm cho ngươi một bài thơ ngay bây giờ. Ngươi chỉ cần đứng yên và thưởng thức. Nhà dưới bóng chiều phủ khói xanh, việc đời chẳng bận chút liên quan. Uống xong ngọc giới qua hàng chúc, đọc hết hoàng đình ngắm núi non. Bài thơ hay, không biết hoàng công tử này đến từ vùng đất nào. Ta chưa bao giờ nghe danh của công tử. Thông minh và gọn gàng như những đám mây trôi. Mập mạp ta vào được chưa? Xin mời công tử, nhưng Thanh Lam cô nương không phải là người tầm thường. Công tử nên bảo trọng. Ây! Ta là Hoàng Hồng Thiên muốn tới để xin thỉnh giáo Thanh Lam cô nương. Đẹp giữ trời, không có gì ngạc nhiên khi Thanh Lam cô nương đã nổi tiếng như vậy trong một thời gian ngắn. Thanh Lam cô nương, mời ra đề. Hoàng công tử, nghe này. Ở đây có núi trùng nước non, gió mát trăng thanh, có thêm người đẹp, câu chuyện lãng mạn hơn. Ra là bài đó, đây là câu đối của Đỗ Mục. Nghe này, Thanh Lam cô nương, có rất nhiều kẻ ngốc trên thiên hạ, mê đắm những giấc mơ ngu ngốc. Duyên cơ trong sáng thật sự hợp nhau. Hoàng công tử thực sao cao tay, mời ngồi, tới rồi. Ây! Dô! Ta xin. Đẹp nhức nách, nhưng hiện giờ ta đang là thái giám. Nếu chúng ta có một đêm vui vẻ tối nay, thì ngày mai sao ta còn ở Đông Chu được nữa? Công tử đang nghĩ gì vậy? À không có gì, ta đang nghĩ, người phụ nữ này thực sự đẹp như một nàng tiên. Công tử ta thấy hơi đau đầu chút, công tử có thể đưa ta lên giường nghỉ được không? Đi nghỉ nào người đẹp, công tử, thơm thì thật. Ai, ta đây, công chúa.
Tiểu Long từ đâu rồi? Đại nhân đi gặp thủ lĩnh của Thiên Địa Hội. Láo quá, ta hỏi ngươi lại lần nữa. Đại nhân ra ngoài, khốn nạn dám lẻn ra ngoài chơi à? Đi tóm hắn về đây ngay. Rõ. Nàng là mỹ nữ hay nàng tiên? Thật không thể tin được ta lại có phúc này. Công tử tới đi nào. Người đẹp như thế này, bỏ qua thì đúng là phí quá. Mẹ ta đã sinh ra ta đó, mẹ nàng không nên yêu nàng nhiều vậy, để phần ta còn yêu nàng nữa chứ. Long tổng quản, ngươi làm sao mà qua mặt được ta chứ? Trong phòng này có độc ư? Không cần đoán. Trong phòng này không có độc, nhưng ngươi đã ngửi nó từ ngoài kia rồi. Nó là loại độc khiến con người mất đi sức lực. Ý tưởng khá lắm. Long tổng quản, trí tuệ và bản lĩnh, không cần phải sử dụng kế sách với ngươi. Ngươi vẫn sẽ hy sinh. Ngươi là người của Trình Tiền Liệt hay là của Lý Thành Đạo? Thật là tiếc, nếu ngươi và ta gặp nhau ở hoàn cảnh khác, thì có phải chúng ta nên duyên rồi không? Nhưng tại sao ngươi lại giết mẹ ta? Mẹ sao? Bộ binh thư Bạch Thu Liệt. Tham ô và phản tặc, mẹ của ngươi bị kết tội, ta không làm gì cả. Không phải bàn làm gì, mẹ ngươi đáng chảm. Câm miệng. Ta sẽ để ngươi được chết trong tay ta, trả thù cho mẹ ta. Hừ. Ngươi thông minh và dũng cảm ư? Cuối cùng cũng rơi vào tay ta sao? Ta là thái giám đã chết, nhưng mẹ của ngươi, hắn ta đã không giúp một tí gì. Ta sẽ nguyền rủa Trình Tiền Liệt đến khi chết. Lắm lời này. Ngươi lại lắm lời rồi. Hôm nay ta muốn xem ngươi có thể chịu được bao lâu. Ta sẽ chọc thủng mắt của ngươi, trả thù cho cả hai chúng ta. Long Thừa Ân, tỉnh dậy đi. Ta để ngươi bảo vệ Long Thừa Ân, mà lại ra nông nỗi này là sao? Hạ thần có tội. Đừng trách cô ấy, do ta nhất quyết đòi đi. Ngươi tỉnh rồi sao? Tốt rồi, Tiểu Long tự tỉnh rồi. Ồ, thật tuyệt khi được sống. Ngươi còn sức để nói những điều đó nữa. Nếu không có mật thám trong cung, thì ta đã để ngươi được tại nguyện rồi. Chết vì cái đẹp là cái chết rất thoải mái. Ta nhận được tin mật báo rằng Lầu Xanh Các có gián điệp, nên ta mới phải đi. Ngươi chỉ nói dối tụi trẻ con được thôi. Có quá nhiều mỹ nhân trong cung không đủ để ngươi lựa chọn. Bệ hạ giá lâm. Vi thần không thể cung kính. Được rồi, ta biết rồi. Mấy ngươi ra ngoài cả đi. Hừ. Thanh Lam tên thật là Bạch Thiên Liên, là con gái của Bạch Thu Liệt. Vấn đề của Trình Tiền Liệt, ngươi đã đụng chạm tới Bạch Thu Liệt và Trình Tiền Liệt. Tất cả là vì ta, vì Đông Chu, ta thật xấu hổ. Bệ hạ đừng nói vậy. Nhiệm vụ của Vi Thần là phục vụ Giang Sơn. Ta có một tin tốt dành cho ngươi. Thành phần dược liệu quan trọng từ cá hồi Lô Tây, chỉ cần thực hiện theo quy trình thật tốt, dự kiến sẽ phục hồi ngươi về thành đàn ông. Tại sao? Bệ hạ, thần chỉ muốn làm thái giám. Chà, hoàn toàn có gì sai? Trong hậu cung dụ dỗ sao? Này, Vi Thần đã cắt đứt gốc rễ của những rắc rối. Không muốn, thế thì ta, ây, tốt. Tại sao bệ hạ? Tôi không hiểu. Ta đã thông báo cho ngự y cả rồi. Ta sẽ làm hết sức để khôi phục lại cho ân ươi. Hãy tin rằng ngươi sẽ sớm trở lại. Cung chúc bệ hạ. Không quan trọng loại thuốc đó có hiệu quả hay không, ta có thể trở lại thành người đàn ông danh chính. Đến lúc đó hậu cung sẽ không cho ta phi nước đại. À, mẫu hậu, Tiểu Hiểu Kỳ được lệnh đánh dẹp hải tặc, đã chiến thắng và trở về sáng nay. Truyền Hiểu Kỳ vào cung. Vi thần Hiểu Kỳ bái kiến bệ hạ, ái khanh bình thân. Ái khánh đã đánh dẹp được hải khẩu, đây là công lớn. Vi thần trở về an toàn như thế này, hoàn toàn là nhờ vũ khí bí mật của Long đại nhân, nhựa than. Nhựa than đá, đó chính xác là những gì làm ra được trong quá trình làm than tổ ong. Đã đánh bại tàu chiến của cướp biển. Tốt, phong Long Thừa Ân làm tướng quân kiêm bộ binh thượng thư. Ngoài ra, lãnh chỉ huy 10 vạn tân binh ở phủ Tiền Đường. À, Ái Khanh đã đóng góp rất nhiều, được phong lên làm viên ngoại lang binh bộ. Tạ bệ hạ Long Thừa Ân một mình cầm đầu ba bộ. Lại phụ trách thêm Tây Thành, liệu có phải quá sức không? Điều đó nguy hại cho đất nước nếu rơi vào một người không trung thành. Long Thừa Ân trung thành với đất nước, làm sao phải lo được cơ chứ? Quyết định thế, bãi triều. Long đại nhân, phi thần diện kiến, vào đi. Long tướng quân, tôi vừa mới trở về kinh thành, nghe nói rằng người đã bị ám sát, vài ngày nữa sẽ lại đâu vào đó thôi. Cướp biển bị bắt gọn gàng. Vâng, may thay tướng quân đã đưa ra vũ khí, tôi đã thắng mọi trận chiến ở phủ Tiền Đường, chúng sẽ không dám tấn công nữa đâu. 10 vạn binh mà ngươi tuyển thế nào? Có thể tuyển được, 1 vạn kỵ binh, 3 vạn cung binh, 3 vạn thương binh, 3 vạn khinh bộ binh. Tốt, tướng quân. Làm tốt lắm thằng em. Không những thế, trong buổi chiều hôm nay, bệ hạ đã phong cho người lên tướng. Bộ binh thượng thư. Chức vụ cao trong bộ binh và quyền lực nắm trong tay. Tốt hơn là đợi cho đến khi ta khỏe lại. Vậy thì ta sẽ đi gặp trưởng lão. Có tin từ Tây Thành, ở bộ binh có một con cá lớn ẩn nấp,
hắn ta là Lãng Vượng Vĩ, và hơn nữa, hắn ta là một gián điệp của Nam Lương ẩn nấp trong Đông Chu suốt 10 năm. Trong nhiều năm ư, để cho Trình Tiên làm đúng là quá nguy hiểm, đã lấy được thư mật mà hắn gửi cho Hoàng đế Nam Lương. Trên đó ghi lại chi tiết về triều đại Đông Chu, điều này hoàn toàn đúng. Lã Vượng Vĩ à, con cáo giá này được lắm, hãy báo cáo vấn đề này với bệ hạ, một con cáo lớn như vậy, để ta xem hắn sẽ làm được gì. Đại nhân, có vẻ như cơ thể của người mạnh mẽ trở lại rồi, nghỉ ngơi vài ngày, cuối cùng có thể đi lại. Đi gọi thị lang bộ binh là Vương Vĩ tới đây. Vâng. Thốn thế không biết được. Người đâu cả rồi, Vương Vĩ không có mặt ở bộ binh, ngươi định trốn à, có vẻ như người này coi thường ta với tư cách là bộ binh thượng thư. Để xem nào, bất kể hắn ta ở đâu, đang làm gì bắt hắt tới đây. Rõ, ngươi đang làm cái trò gì vậy hả? Đại nhân, Vương Vĩ tới đây rồi. Ta xin thông báo với Vương Vĩ, ngày hôm nay ta đã nhận chức bộ binh thượng thư. Ngươi dám coi thường, ở nhà ong bướm với vợ lẽ, thế được coi là chống lại bệ hạ. Ngươi dám khinh thường quan chức này ư? Ngươi muốn gì, Long đại nhân? 20 năm trong bộ binh, không ai dám làm gì ta cả. Ta sẽ đi kiện nhà ngươi, vị quan này là bộ binh thượng thư do bệ hạ phong. Ngươi dám nói không phải sao? Chống lại bệ hạ là mưu phản, ngay cả khi ta đang nổi danh, không ai dám cử quân tới dinh thự của ta. Xong lại bị sỉ nhục trên đường phố. Sỉ nhục ư, ta sẽ không giết ngươi, thế quá dễ dàng cho ngươi, nói chuyện vô nghĩa với ngươi, lão tử sẽ tấn công Tây Thành. Các ngươi đang làm gì thế, định giết ta sao? Vương Vĩ thực sự nghĩ những gì ngươi đã làm. Tưởng ta không biết à, thật vớ vẩn, Xuân Nhi. Ây dô, bình tĩnh nào, ngồi ngồi mời ngồi, hiểu lầm là hiểu lầm. Nào, làm chén trà, Long Thừa Ân, đừng nghĩ đến việc giữ kín chuyện này, dù sao ta cũng là thị lang bộ binh, bị một người phụ nữ trói và dẫn đi trên đường phố. Ta còn mặt mũi nào chứ? Này, nếu ngươi là bộ binh thị lang của Đông Chu tất nhiên ta sẽ. Nhưng ngươi là gián điệp của Nam Lương, ta sẽ giết ngươi, như vậy là lập được công lớn. Sao ngươi dám nói xấu ta? Ta sẽ tấn công phủ của ngươi. Vương Vĩ, ngươi không nghĩ rằng bổn quan đã biết cả rồi sao? Rất nhiều năm rồi, mà ta vẫn bị phát hiện, ngươi đến Đông Chu một mình từ nhỏ, từ không có gì đến cầm cả đạo quân, ta biết những khó khăn trong hành trình của ngươi, ngươi nói ngươi thậm chí không có vợ con. Nếu lúc đó một ngày nào đó, danh tính gián điệp bị phát hiện, có lẽ lúc đó ai ai cũng sẽ biết, ngươi cũng có tuổi cả rồi, những bà vợ lẽ và tình nhân của ngươi đều là những người đẹp của thế gian. Ngay cả khi họ không chết, cũng sẽ bị đưa vào trường học phủ, đến lúc đó, đôi bút triều đình nhìn người thể hiện. Sẽ ra sao đây và sẽ đi về đâu đây? Nói đi, ngươi muốn gì? Ta muốn ngươi làm trợ thủ của ta. Ta có thể đưa người lên cao. Để ngươi, các ái khanh, có gì bẩm báo không? Bệ hạ, lão thần muốn luận tội Long Thừa Ân vì xúc phạm và đánh quan đại thần. Không hề kiêng nể, vô luật pháp, khởi bẩm bệ hạ nên cách chức hắn ta và điều tra. Cái này ta biết rồi. Hôm qua Vương Thị Lang đã cởi trần đến nói với ta. Long Thừa Ân cũng đã thừa nhận mọi việc, vậy ý ngươi là như thế nào? Thị lang bị sỉ nhục và đánh đập, nên cách chức hắn ta, đồng thời hắn ta đã nhận tội với Vương Thị Lang. Long Thừa Ân là đại thần quan trọng của triều đình nên phạt tịch thu toàn tài sản của Long Thừa Ân nộp vào ngân sách. Mẫu hậu, liệu hình phạt này có quá đáng không? Hắn ta không xứng đáng với vị trí đó, hoàn toàn xứng đáng, hắn ta nên, hừ. Thần nghĩ Thị lang Vương đã ở bộ binh trong nhiều năm. Giỏi binh pháp, có thể đảm nhận chức vụ ở bộ binh. Chà, công lao của Vương Vĩ đủ để đảm đương. Vi thần đa tạ bệ hạ ân điển, bực mình gá, vừa rồi, sao ngươi không phản bác gì? Phản bác, ta phản bác điều gì? Ta nắm giữ ba bộ trong tay như vậy, ta là người chứ không phải là một vị thần. Ta đâu có ba đầu sáu tay chứ, vậy là ngươi đã có kế hoạch rồi. Không sao, thần đã hỏi ý kiến bệ hạ rồi, lại hù dọa ta, khiến ta xúc phạm mẫu hậu. Dù đã mất chức quan, nhưng ta vẫn là người đứng đầu hậu cung, vẫn là tổng quản mà. Vậy ngươi định làm gì vậy? Ở lại hậu cung, kế tiếp ta có một thứ. Luyện binh, hừ. Đại nhân, đem sách này đi triệu tập các tướng sĩ cùng nghiên cứu. Học thuộc lòng, vâng. Long Tử binh pháp, hừ. Đại nhân, đây là những gì ngài đã viết ư? Long Thừa Ân, ta nghĩ rằng ngươi đang ảo tưởng đó. Bây giờ còn dám viết binh thư. Từ thời cha ông tới giờ, binh thư nào không được viết bởi đại thần, người giỏi thao lược chứ? Mấy thứ đó viết toàn thứ linh tinh, làm sao có thể so sánh với những điều tinh tế do ta viết nên chứ? Ngay cả khi đó là một cuốn binh thư được viết bởi Quy Tiên Sinh, người được coi là thánh binh. Đó chỉ là những tác phẩm thô sơ trong mắt ta mà thôi. Đại nhân, cuốn binh thư người viết có gì hay không? Hồi đó thấy chuyện này cũng thường xuyên nghiên cứu.
Người không nên to mồm ở đây làm gì? Ta to mồm khi nào chứ hả? Ta thực sự muốn xem ngươi viết quyển binh thư này như thế nào. Binh giả quốc tri đại sự, sự sống chết cách giả chết, không thể không xem xét kỹ. Tiểu thái giám, làm thế nào ngươi viết cuốn này hay vậy? Đại nhân, chỉ trong ba từ, hai lời đã bao quát cả binh pháp cổ điển và hiện đại của các nước trên thế giới. Nhìn hình vẽ và đọc ngay lập tức mọi điều mờ mịt trong tâm trí đều sáng tỏ. Đây là những gì ta đã học được từ những người lính hàng đầu trong nhiều năm. Tổng hợp lại thành tinh hoa, không đáng nói, đây là quyển tứ bộ tam văn của ta, trao ban, cháu nội của quyền vương. Với cuốn binh thư này, 10 vạn quân của ta là bất khả chiến bại. Một cuốn binh thư thần thánh như vậy, ngươi có chắc nó được viết bởi Long Thừa Ân không? Bệ hạ, điều này thực sự được viết bởi Long Thừa Ân. Bây giờ hắn đang truyền lại cho toàn quân, tất cả binh lính đều đang học Long Tử binh pháp này. Ban đầu ta tưởng đã hiểu rõ hắn rồi, hóa ra ta vẫn đánh giá quá thấp hắn. Gọi hắn tới đây, tuân lệnh. Hay, bệ hạ, người cho gọi vi thần, ta đã nhận được tin, Trình Tiền Liệt đã gia nhập với Nam Lương, bây giờ hắn đang mở rộng binh lính một cách trắng trợn. 35 vạn binh sĩ dưới quyền chỉ huy của hắn ta. Tên khốn này, có vẻ đến mức làm liều rồi, triều đình không đầu hàng, chẫm dự định sai ngươi chỉ huy quân, vi thần ư, vi thần không nghĩ bệ hạ lại tin tưởng thần đến thế. Triều đình không có binh lính và không có tướng lĩnh, một mình thần giỏi đến đâu cũng vô ích. Chẫm cho phép ngươi trên cơ sở của 10 vạn quân, mở rộng thoải mái nhất, ngân khố chịu trách nhiệm về chi phí bệnh tật cho toàn quân. Ngoài ra ta sẽ để Kỳ Hiểu cùng ngươi luyện binh. Không phải nhóm tân binh này, làm thế nào đánh bại hàng trăm ngàn quân của Trình Tiền Liệt. Chẫm hứa sau khi ngươi trở về sau chiến thắng, phục hồi danh phận nam tính cho ngươi. Ây dô, mặc dù bệ hạ đã đồng ý chi phí của quân mộ sẽ được trách nhiệm bởi ngân khố, nhưng muốn xây dựng binh lính tinh nhuệ, phải cần có tiền, nếu quá nhiều triều đình sẽ không đồng ý, có vẻ như ta đã tìm ra cách. Hừ. Xuân Nhi, hãy cho xuất bản cái này, yêu cầu hoàn thành phải thật nhanh. Linh đan địa hoàng viên, đại nhân, cái này là cái gì? Nó có phải là một đơn thuốc? Rất tiếc, đây là dành cho nam nhân. Linh đan. Một người khỏe hai người vui. Đi ngay, vâng. Ha ha ây dô, Long đại nhân, khỏe chứ? Gần đây có hàng nào mới à? Đây, cái này là cái gì? Lần này ta kiếm tiền từ đàn ông, Lý đại nhân, có nó. Sau này ta có thể nói chuyện trước mặt chị dâu. Ồ, một cái gì đó, có thể có uy lực ư? Đây được gọi là linh đan địa hoàng viên, ăn nó có thể dưỡng âm, bổ thận. Đó là một loại thuốc phải có cho nam giới đi chơi. Hừ, hừ. Long đại nhân. Sao không thấy gì thế nhỉ? Lần này chắc có gì sai sót rồi. Thứ này này là để điều hòa cơ thể. Làm sao nó có thể có hiệu quả nhanh như vậy? Ăn nhiều ngày, ta cam đoan ngươi sẽ có sức khỏe mạnh mẽ. Điều quan trọng là nó có thể sinh ra tiền. Ha ha. Thực sự có thể kỳ diệu đến như vậy ư? Đại nhân, cờ vây này thật thú vị đấy. Hai người đàn ông chơi, chỉ để thư giãn thôi. Lý đại nhân. Xin phép được gặp, vào đi. Này, Long đại nhân, thứ mà người cho ta lúc trước, thần dược phải gọi là cụ. Ta đã sử dụng nó vài ngày, ta đã cho nàng ta khóc thét. Ây dô, ta luôn biết Long đại nhân không phải là người bình thường mà. Bây giờ chúng ta đã thấy hiệu quả, nên phổ biến sản phẩm này rộng rãi. Sự hợp tác này vẫn như trước đây. Chỉ là, ta cần thêm một chút. Được được, hà hà, người có bao nhiêu linh đan này? Người muốn bao nhiêu? Đối với tiền lại quả, được ngươi cứ cử người đến lấy nó. Thỏa thuận tốt, đã được giải quyết, sau đó ta sẽ có tiền. Ây! Tiểu Long Tử! Ta đang mơ ư? Này, đang nói cái gì vậy? Hãy nhớ rằng ngươi sẽ luôn là thái giám nhỏ của ta. Hừ! Việc luyện tập của người thế nào rồi? Sử dụng các chiến thuật huấn luyện binh lính, hiệu ứng không tệ, nhưng đó cũng chỉ là diễn tập thôi. Hôm nay ta đến để tăng sức mạnh chiến đấu cho người đây. Ngươi lại có kế sách ra. Hừ, hừ, ta đã thiết kế được một vũ khí mới. Long đại nhân, triều đại Đông Chu đã nổi tiếng với vũ khí từ thời cổ đại. Hơn nữa, Linh Lung các hàng năm tung ra nhiều loại vũ khí mới. Chúng ta nên tránh cho đỡ mất mặt. Này, đừng nói hết với hắn. Ta chỉ thích nhìn xem hắn mất mặt như thế nào. Ây, xem nào, đưa ba bản thiết kế này cho bộ binh chế tạo chúng. Để xem vũ khí của ai thực sự mạnh nào. Của ta vẫn là tốt nhất thôi. Tiểu Long Tử, ngươi đang làm khá tốt, Kỳ Hiểu mang thiết kế này đến bộ binh khẩn trương chế tạo. Vũ khí đã chế tạo xong rồi, ừ này, ngươi cho triển khai một cuộc kiểm tra vũ khí, sau đó báo cáo lại cho ta ngay, bây giờ là giai đoạn bí mật, rõ, ây, chiếu,
He he, a, à, tất cả đã xong xuôi. Báo, Linh Lung Các đã thành công khi bắn trúng tầm mục tiêu ở khoảng cách 330 bước. Thần binh cung thanh bá. Cái gì, ta đã nói rồi mà cô nghe. Vội gì, để nghe báo cáo nốt đi. Rồi kết luận chưa muộn. Thần tịch cung bay ra khỏi sân bắn tới khoảng cách 620 bước. Nana ha, cái gì, a, à, công chúa thấy mất mặt không? Ây dô, chúng ta có cung của Linh Lung Các. Đã là kỷ lục của cả thiên hạ rồi. Bí mật của ngươi lớn gấp đôi. Đại nhân, thật là vi diệu quá. Thế không phải 20 vạn quân của chúng ta sẽ trở thành vô địch thiên hạ sao? Tiểu hiểu kỷ, những thứ thực sự là vũ khí thần thánh là hãi món đồ dưới đây. Hãy thử hai loại nỏ này xem sao. Có gì đặc biệt về hai vũ khí đó? Thứ nhất là cung nỏ trướng, thứ hai là cung nỏ thần kỹ. Cung nỏ trướng được tạo ra để phá vỡ giáp, có thể được sử dụng đặc biệt để đối phó với những tay nặng ký. Một lần bắn của loại này có thể bắn ba đại tên cùng một lúc. Đây là sát thủ chiến trường. Chắc chắn là vậy, đây là đỉnh cao của vũ khí cổ xưa ở kiếp trước. Tất nhiên là một công cụ giết người mạnh mẽ rồi. Ba đại tên cùng một lúc, trong tích tắc mục tiêu có thể bị bắn xuyên và phát nổ. Cái này cho, đại nhân, nếu nó trúng vào người lính, cái này đâm thẳng xuyên thủng, khác gì trái bí đỏ vỡ vụn. Chiếc nỏ thần này thì sao? Chiếc nỏ thần này, không cần căng cung, bóp cò để bắn rất là nhẹ nhàng đơn giản. Một phát có thể bắn 5 nhát. Ồ, dù là kỵ binh hay cung thủ, có thể dễ dàng sử dụng. Nhưng nhược điểm duy nhất là phạm vi nhỏ hơn 300 bước. Đủ mạnh rồi, vượt xa cả mức bình thường của thánh cung. Thậm chí sát thương còn mạnh hơn. Khả năng sử dụng linh hoạt như vậy, đội quân của ta đã ở thế bất khả chiến bại rồi. Tiểu Long Tử, cái này không được dò dỉ ra ngoài. Ba vũ khí này có liên quan đến vận mệnh Đông Chu, phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Đại nhân, ban đầu quân xích ngạn của Trình Tiền Liệt, tôi rất sợ phải chiến đấu với họ. Nhưng bây giờ với loại vũ khí này, nghĩ họ thật đáng thương. Tệ thật đấy, ha ha ha. Báo, đại tướng quân Trình Tiên Liệt làm loạn, đã dẫn binh chuẩn bị tạo phản, 40 vạn quân đã được huy động, đang tiến về kinh thành, thật hỗn láo, dám ngang nhiên như thế, đây là âm mưu nổi loạn dám tạo phản. Hừ, còn nữa, nói đi, bệ hạ, hiện tại Nam Lương đã huy động 30 vạn quân và đang tấn công thành Lâm Giang. Xin bệ hạ giải cứu, các khanh đã thấy gì chưa? Đây là đầy tớ tốt của Đông Chu ta đó, không những làm loạn mà còn câu kết với giặc, thật không biết nói gì hơn. Mẫu hậu, Trình Tiên Liệt là một con sói với tham vọng nổi dậy. Xin mẫu hậu cho nhi thần xuất quân. Long Thừa Ân tiếp chỉ, vi thần lãnh chỉ, phong Long Thừa Ân làm đại tướng quân, dẫn 20 vạn quân đi dẹp loạn Trình Tiền Liệt. Tên khốn nạn Trình Tiền Liệt sẽ biết thế nào là làm phản, còn con chỉ cần bảo vệ Lâm Giang thành, không cần trinh phạt, nhi thần tuân chỉ. Long Thừa Ân, ngươi có biết tầm quan trọng của trận chiến này không? Bệ hạ, vi thần sẽ chiến thắng, Nam Lương sẽ tự rút lui khỏi Lâm Giang, dù có phải hy sinh bản thân cũng phải cứu lấy Đông Chu. Tốt lắm, tốt lắm. Chúc ngươi chiến thắng trở về. Vâng, bệ hạ cứ yên tâm. Chuyến này, hạ thần nhất định sẽ trừng trị đạo tặc. Tiểu Long Tử, ngươi phải cẩn thận đó. Đừng lo lắng, tôi sẽ trở lại và làm điều đó. Hừ, lên đường. Ây! Đi thôi, bệ hạ có tin tức từ Phật Quan. Nói đi coi, nửa tháng trước, đại quân của Long Thừa Ân và quân xích ngạn của Trình Tiền Liệt đã đại chiến bên ngoài Phật Quan. Long Thừa Ân đã giành chiến thắng, quân xích ngạn bị tiêu diệt hoàn toàn, Trình Tiền Liệt đã bị bắt và áp tải về. Hắn ta chỉ có 20 vạn tân binh thôi, làm sao có thể có mạnh như vậy? Trước khi xuất quân, Long Thừa Ân đã nghiên cứu và phát triển ba loại tấn công. Trình Tiền Liệt bị đánh rất bất lực. Hừ, hắn thực sự đã cho ta một bất ngờ lớn. Khi nào trở lại kinh thành? 3 ngày sau, hắn đang rút quân trở về. Bệ hạ, người của Long Thừa Ân đã tới. Tiểu Long Tử, ngươi không bị thương chứ? Một bầy gà chó không hại gì được tôi. Long Thừa Ân, ta thực sự đã không nhìn nhầm người, bệ hạ, vi thần không làm hổ thẹn với thánh lệnh. Kẻ phản bội Trình Tiền Liệt đây ạ. Ôi, bệ hạ, xin thứ lỗi cho tôi. Trình Tiền Liệt mưu phản, câu kết với quân giặc chống lại lệnh trời, nguy hại đất nước Chu Di Tam tộc. Ngươi thiên vị thái giám, sớm muộn cũng bị trừng trị. Khốn nạn, lôi hắn đi. Long Thừa Ân tiếp chỉ. Long Thừa Ân được lệnh trinh phạt quân nổi loạn và đã đàn áp cuộc nổi loạn của Trình Tiền Liệt. Đóng góp to lớn, phong nhất phẩm phi long tướng và ban cho Ngô Long thu phủ. Vi thần đa tạ bệ hạ ban ơn. Video được thực hiện trên kênh Khoa Review. Bái kiến nhất phẩm phi long tướng, ta đã trở lại rồi đây còn gì? Ây, có thấy nhớ ta lắm không? Những ngày không có tiểu long tử ở đây, thời gian trôi rất chậm. Này, ta có lương tâm thế này cơ mà, đâu có quên được muội chứ. Hừ. Đừng nghĩ rằng sau khi được phong nhất phẩm thì tự tin là một người tài.
dù thế nào đi chăng nữa cũng vẫn chỉ là thái giám của Tây Cung. Hừ, vâng vâng, tôi cũng nghĩ rằng công chúa bệ hạ cũng đã mệt mỏi rồi. Ta lại cũng đang muốn đi tắm, ta đã nói trước rồi đó, là sẽ cùng nhau ý ý. Xuân Nhi, đưa hắn đi tắm lẹ đi. Vâng, cùng công chúa. Đã quá. Long đại nhân, bệ hạ cho gọi người. Được rồi, ta sẽ tới ngay, ngươi cứ về đi. Bệ hạ, với tư thế như thế này, thấy khó chịu thật đấy, trông nó có đẹp không cơ chứ? Này bệ hạ, người đã nói gì vậy? Vi thần không hiểu, tại sao? Gần đây cơ thể ta hơi yếu, đến xoa bóp cho ta đi. Vi thần tuân chỉ. Ây! Long thừa ân, dạ, ngươi đang ở trong đông chu của ta, ngồi ở vị trí cao. Có những thứ, ta phải nói ra để ngươi biết, bệ hạ không nói cũng được mà, tên thật của ngươi không phải là Long thừa ân. Là con trai thứ 5 của Long gia ở Nam Lương. Bệ hạ, người biết cả sao? Ta không chỉ biết tên của ngươi là Long thân, ta cũng biết ngươi là thái giám giả. Này, bệ hạ, đừng nói nhảm, vi thần là một thái giám đích thực. Ta biết ngươi đã luyện bí cung có thể thu nhỏ dương khí của mình vào trong. Phải chứ, ây. Có vẻ như vi thần không thể giấu người bất cứ điều gì. Vi thần thừa nhận nó. Tôi là gian thần đấy, chém giết thế nào cứ tùy ý. Ta muốn giết ngươi, thì đã giết ngươi vào lúc ta biết hết các bí mật rồi. Chứ làm sao để ngươi sống cho tới giờ, bệ hạ đã biết rõ như vậy. Sao còn để vi thần và tứ công chúa thân thiết như vậy? Ngươi có gì mà phải vậy? Triều đại đông chu của ta từ ngàn đời đã vậy. Không chồng nhưng có con. Ngươi có biết tại sao không? Người ta nói rằng hoàng tộc của triều đại đông chu có một kỹ năng đặc biệt. Có thể tự sinh con. Chỉ đúng một nửa, trên thực tế thế hệ chúng ta, từ thời thái tổ đến tận giờ, đã bị lời nguyền rùa, không có khả năng sinh con. Nhưng sau khi ta tìm hiểu ra, nguồn nước từ mẫu thượng ngàn, sau khi uống có thể sinh con, nhưng tất cả phụ nữ, chục năm về, trước, mất nguồn nước đó. Điều đó có nghĩa là, bệ hạ người lo sợ về hậu duệ sau này sao? Trước khi ta gặp và biết ngươi, thực sự có sự lo sợ về diệt chủng, không phải chứ bệ hạ. Bệ hạ, tôi có kỹ năng đặc biệt nào đâu, ta thấy một bí mật, có thể nhận thấy đó là một loại thánh pháp thuần dương hiếm có trong nghìn năm. Kết hợp với nó, có thể giải quyết được vấn đề, thân thể của tôi là thánh thuần dương. Người có nhầm gì không đó? Tôi đâu có cái gì khác lạ đâu chứ. Người được sinh ra với sức mạnh siêu nhiên, khi có vết thương sẽ liền lại cực kỳ nhanh, không để lại dấu hiệu gì luôn. Điều này cũng thấy đúng đúng. Điều đó không có nghĩa là lời hứa trước đây là giả chứ bệ hạ. À đúng rồi, đây là trái tim của Lạc Tây, nhưng thành công hay thất bại ta không thể đảm bảo được. Ta biết Long gia của ngươi và nhà đông chu của chúng ta là kẻ thù, nhưng ngươi tới đông chu của ta cũng đã lâu rồi. Ta không hề đối xử tệ bạc với ngươi, ta sẽ làm hết sức mình để giúp ngươi, nhưng bù lại với điều đó, là ngươi sẽ phải làm việc cho Đông Chu. Đừng bận tâm, ngươi có thể chọn bất kỳ công chúa nào của ta, lấy nó làm vợ. Bệ hạ đãi tôi quốc sự tôi cũng sẽ đền đáp như vậy. Hay là... Vi thần có thể chọn người được không? Cút, xin lui. Hai mươi vạn. Theo luôn, đại tỷ sang tiền nào. Na na na, các người đẹp, ta muốn thông báo, có chuyện gì vậy? Trên thực tế, Lý Cảnh Hào nói không sai. Ta là một người đàn ông. Ngươi là đàn ông á? Người điên à, không thể nào, ta đã nhìn thấy tất cả mà. Sớm xác định danh tính cũng tốt, chịu đựng mãi thế này rồi cũng phải được giải thoát. Ta phải tiếp tục với cái viên mộc đan này để sớm trở lại. Ta đã sử dụng viên mộc đan, ta có thể trở lại nhanh thôi. Viên mộc đan đã chế tạo thành công rồi à? Đó có phải là mộc đan trong truyền thuyết có khả năng làm cho cây khô phục hồi lại vào mùa xuân? Công chúa điện hạ, sao nhìn người sung sướng vậy? Tất nhiên ta vui rồi, ta có thể làm khổ ngươi hơn mà. Đàn bà, ý ngươi là sao hả? Đến đây, đứng đó làm gì? Người đã ăn mộc đan, sớm trở lại với con người thật. Vậy thì sao chứ? Nàng sợ ta sẽ thịt nàng, tiểu long tử ta sẽ nằm trên sàn. Nào đừng sợ, ta hiểu lòng nàng mà, chắc chắn sẽ như lũ lụt thôi. Tiểu long tử, không được đâu, lại đây nào. Bệ hạ, Nam Lương đã quá hung hãn rồi, dám sai người vào cung gây rối. May mắn thay là thần đã kiểm tra được, nếu không bệ hạ, chắc chắn lại nghĩ là vi thần. Chúng ta phải ăn miếng trả miếng, trẫm quyết định trả thù thay cho ngươi. Bệ hạ thực sự, người đã sẵn sàng tấn công Nam Lương, ngươi nói gì? Bệ hạ anh minh. Vi thần thực sự không có gì để trả ơn, sẽ hứa với bản thân. Không cần, sau này hãy làm việc gì có ý nghĩa để đền đáp là được rồi. Chúng ta sẽ tấn công Nam Lương,
Bắc Man nhất định sẽ lợi dụng cơ hội cướp đoạt. Hừ, vì vậy ta muốn ngươi tiên phong tiến quân vào Bắc Man trước, tiêu diệt nguy cơ từ quân Bắc, sau đó tập trung tấn công Nam Lương. Bắc Man chủ yếu là kỵ binh, phải làm đại vũ khí rồi, lại phải đích thân ra tay. Đại vũ khí là cái gì thế? Ngươi đã đi đâu vào sáng sớm thế? Ta vừa đi kiếm mấy viên thuốc, ta nói với ngươi, cất cái tâm hồn dâm đãng của ngươi đi, ta đã nghe về chuyện của Xuân Nhi rồi, nếu tiếp diễn ta sẽ chôn sống nhà ngươi. Ai nỡ lòng nào, ngươi đã làm rất tốt vai trò thái giám tổng quản, ta có gì phải luyến tiếc chứ? Công chúa hôm nay bỗng dưng lạ lắm, tốt nhất ta không nên gây rối nữa. Được rồi, đợi một chút, ta có việc nhờ công chúa. Chuẩn bị cho ta một ít lưu huỳnh, diêm tiêu, thứ này nhìn buồn cười vậy, cái thứ này thì có tác dụng gì chứ? Này, đừng coi thường cái này, sau này nó sẽ có sức mạnh ghê gớm lắm đấy, có nó chúng ta có thể dễ dàng thắng một trận đánh. Vậy sử dụng nó ra sao? Thứ này dễ cháy, có thể sử dụng để chế tạo súng. Này này, làm gì thế? Ngươi có muốn bị biến dạng không? Không sử dụng lửa vào cái này, ai chạm vào sẽ bị thương. Làm thế nào để sử dụng nó? Thuốc súng đã có, chỉ thiếu thứ kích hoạt nó nữa thôi. Được rồi, bé ngoan. Đây chính là thần hỏa kích à? Cái này dùng để đánh người à? Ta cảm thấy nó không mạnh cho lắm. Có biết đây là đỉnh cao của công nghệ không? Ngươi to mồm quá rồi đó. Lỡ lời rồi. Nào, hãy đi thử sức mạnh của nó nào. Ây, bệ hạ, Long đại nhân và tứ công chúa, họ đang thử một loại vũ khí mới chế tạo. Hừ, bệ hạ, Long thừa ân, đây là vũ khí mới của ngươi ư? Long đại nhân, vũ khí mà người đã phát minh lần trước. Bệ hạ hết lời khen ngợi về nó. Trong tay Long đại nhân, có phải là vũ khí mới được phát minh lần này? Đúng vậy, đây là thần hỏa kích. Đây là một vũ khí vượt thời đại, có thể càn quét Bắc Man và các vùng của Tam Quốc. Nhẹ nhàng như đi dạo chơi, vượt thời đại cơ à, chém gió hơi mạnh rồi đó. Công chúa không tin. Nếu vậy, hãy mang đi thử nghiệm. Vân Phong, mang nó đi thử nghiệm xem sao. Vũ khí này của Long đại nhân, 10 phát trúng 2. Ha ha, tiểu Long tử, đây là vũ khí mới mà ngươi đã phát minh ra. Thật là lãng phí thời gian của bổn công chúa. Hóa ra không phải lúc nào cũng có kỳ tài. Tôi nghĩ nó phải tuyệt vời lắm cơ. Nhưng có gì đó không ổn rồi. Không sao, lần này không được, lần sau làm lại. Long thừa ân, cái này, bệ hạ, vi thần không nói đến tỷ lệ trúng mục tiêu. Ngươi không bị bệnh đó chứ? Vũ khí tầm xa không phải dựa vào tỷ lệ trúng sao? Công chúa điện hạ rất giỏi kiếm thuật, vì vậy mới không thấy gì. Vậy ta hỏi người, công chúa phải học bao lâu mới bắn cung trúng được một bông hoa? Để xem nào, 30 năm thì phải. Ta hỏi thêm lần nữa, công chúa đã học được những kỹ năng kiếm thuật như hiện tại trong bao nhiêu năm? Bắt đầu học võ từ năm 8 tuổi, như vậy đã 10 năm rồi. Công chúa có võ công thật cao cường, trên thiên hạ thật khó tìm được cao thủ như vậy. Trên chiến trường, việc sử dụng kiếm có hạn chế, nhưng với thần hỏa kích chỉ cần đủ đạn, có thể bắn liên tiếp không giới hạn. Người bình thường có thể thành thạo sau vài ngày luyện tập. Nếu thành công trong việc rèn luyện, có thể trang bị cho binh lính. Vậy khi ra trận nó sẽ ra sao nhỉ? Long thừa ân, những gì ngươi nói là sự thật chứ? Không dám sai nửa lời. Thần hỏa kích có thể trúng mục tiêu trong vòng 100 bước. Ngàn người ra trận có thể tàn sát hàng trăm ngàn binh lính địch. 30 người có thể đánh hai hiệp, kỵ binh địch lao đến và hy sinh ngay trước mặt ta. Bệ hạ, liệu chiến tích này có thể chinh phục thiên hạ không? Nếu nói như vậy thì có phải, miễn là chúng ta có đủ đạn, chúng ta có thể hạ quân địch mà không cần phải tới gần. Không tiếp xúc trực tiếp, khẩu súng thần hỏa kích này có tầm bắn 400 bước. Chính xác ở 200 bước trở lại, nếu tướng chỉ huy sử dụng đúng cách, trên chiến trường không cần tiếp xúc trực tiếp với đối thủ. Có thể quét sạch kẻ thù. Hàng này xịn đấy, Long thừa ân, ngươi thực sự là ngôi sao may mắn của ta. Ngươi lại đóng góp tuyệt vời khác. Bệ hạ, đây là điều mà một đại tướng nên làm. Long thừa ân tiếp chỉ. Chấm ra lệnh cho ngươi rèn 3 vạn khẩu súng bằng tất cả những gì ngươi có. Huấn luyện binh lính và thành một đội quân mới. Vi thần lãnh chỉ. 6 tháng sau, Bắc Man sẽ biết thế nào là mùi vị. Chấm rất mong đợi thấy sự thể hiện của quân Tây Thành của ngươi. Bệ hạ cứ yên tâm. Với thần hỏa kích, vi thần sẽ cho hắn thấy thế nào là mặt trời mọc ở đằng Tây. Phần 1 đến đây là hết rồi. Like và đăng ký để theo dõi những bộ phim tiếp theo nhé.